Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 41. Chương 401: Trước mặt học trộm. Đạo hữu, xin thứ cho Lạc mỗ đường đột, xin hỏi đạo hữu và Ngọc cô nương có quan hệ gì? Lạc Hồng dừng lại cách Hàm Sĩ Tuyền mấy trượng, trên mặt mang theo thiện ý chắp tay nói. Vân Chi chính là vị huyết thân cuối cùng của Kỳ mỗ trên thế gian, chuyện này mọi người trong Ngự Linh Tông đều biết, Lạc đạo hữu hỏi chuyện này làm gì? Hàm Sĩ Tuyền nhìn Lạc Hồng với vẻ mặt nghi ngờ, mang theo đề phòng nói. Ha ha, Viêm đạo hữu hiểu lầm, Lạc mỗ cũng không có ác ý, thực không dám giấu giếm. Lạc mỗ cùng phù cô nương chính là quen biết cũ, năm đó phù cô nương vẫn là đệ tử Linh Thú Sơn, nàng đã tương trợ Lạc mỗ. Lạc Hồng vốn không có ý định nhanh như vậy phá quan hệ với Hàm Vân Chi, dù sao hắn âm thầm tương trợ đối phương, sẽ làm đối phương càng thêm an toàn. Nhưng hiện giờ đã chứng thực được sự tồn tại của Thi Vương, Lạc Hồng kia không thể không chuẩn bị một chút. Lạc đại ca khách khí, tiểu muội năm đó nhận đại ân của Lạc đại ca mấy lần, báo đáp không quá một giọt nước. Hàm Vân Chi thì lễ thật sâu, ôn nhu nói. Mặc dù nàng không biết vì sao Lạc Hồng đột nhiên tới đây nhận nhau, nhưng vẫn cực kỳ phối hợp mà làm ra đáp lại. Lại có sâu xa như vậy. Vân Chi, vì sao ngươi không sớm nói cho thúc tổ? Trong giọng nói của Hàm Sĩ Tuyền tuy có chút trách cứ, nhưng sắc mặt hắn hiền lành, hiển nhiên vẫn chưa thật sự để việc này ở trong lòng. Vân Chi cũng kinh ngạc tu vi hiện giờ của Lạc đại ca, lúc này mới do dự không nói, kính xin thúc tổ đừng trách. Hàm Vân Chi cảm thấy xấu hổ nói, ha ha, đây cũng là chuyện thường tình, thúc tổ sao có thể trách tội người. Hàm Sĩ Tuyền từ thiện trấn an Hàm Vân Chi một câu, sau đó quay đầu hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc đạo hữu cố ý tới đây, chắc không phải chỉ vì muốn nhận Vân Chi, xin hỏi có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là Lạc mỗ quả thật có chuyện thương lượng. Lạc Hồng lập tức đem việc muốn thương thảo truyền âm cho Hàm Sĩ Tuyền, chỉ thấy hắn sau khi trầm ngâm một phen, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, Hàm Sĩ Tuyền khẽ động thần niệm, lệnh cho Linh Thiềm há mồm phun ra hai con ngân giáp thi. Hai con ngân giáp thi thể này hoàn chỉnh, trên người cũng không có nhiều chất nhầy Linh Thiềm, hiển nhiên vừa rồi không phải thật sự bị nuốt vào trong bụng. Linh Thiềm này tám phần là tàng bảo kim thiềm được miêu tả trong điển tịch, thể nội tự thành một mảnh không gian nhỏ. Tu vi nếu không đến Nguyên Anh kỳ, hoặc là không có pháp bảo không gian, một khi bị nó nuốt vào, sẽ bị vây chết ở trong đó. Suy nghĩ xoay chuyển, Lạc Hồng tế ra ma đầu chùy, oanh oanh hai tiếng đem hai cái kia ngân giáp thi chùy đứt gân gãy xương. Tuy chúng nó còn đang gào thét cực kỳ hung dữ, nhưng lại không cách nào tự nhiên động đậy, bị Lạc Hồng lấy pháp lực nhẹ nhõm chế trụ. Cổ bảo thật lợi hại. Hàm Sĩ Tuyền giật mình, nơi đây xác ướp ngân giáp cứng rắn dị thường, không kém kim giáp. Thi Vương ở ngoại giới, nhưng cổ bảo của đối phương lại có thể nhẹ nhõm đập thành trọng thương. Thiên Hận lão quái vẻ mặt lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ khinh thường uy lực của ma đầu chùy. Sau khi cấm trụ hai ngân giáp thi, Lạc Hồng mang theo bọn họ phi độn đến trước mặt Chân Lan, mở miệng nói với ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Chân đạo hữu, xin ngươi hãy đem hai con ngân giáp thi này cùng nhiếp hồn khống chế lại. Trong đó có một con giao cho anh Tuyền cô nương phòng thân, một con khác liền coi như thủ lao của đạo hữu. Chân Lan liếc mắt nhìn Hàm Vân Chi xinh đẹp như hoa, hắc hắc cười xấu xa nói, Lạc tiền bối thật đúng là thương hương tiếc ngọc à. Bất quá, tiểu nữ mặc dù rất muốn ngân giáp thi này, nhưng quả thực hữu tâm vô lực, kính xin tiền bối không nên làm khó tiểu nữ. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhíu mày, sau đó đảo mắt, tiếc nuối thở dài, Hóa Tiên Tông ở Nam Cương của Đại Tấn, Lạc mỗ cũng từng nghe qua. Nhưng hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn có khuếch đại. Thì ra chú thuật của Hóa Tiên Tông đều phải phối hợp với cổ trùng mới được. Là Lạc mỗ nghĩ đương nhiên, Chân đạo hữu không cần khó xử. Vừa nghe Lạc Hồng hạ thấp chú thuật của Hóa Tiên Tông, tính tình của Chân Lan lập tức nổi lên, không để ý thân phận tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Lạc Hồng. Cao giọng nói, Hóa Tiên Tông ta chính là tông môn chú thuật đệ nhất của nhân giới, há lại để cho tiền bối tùy ý chửi bới. Không phải chỉ là hai con ngân giáp thi thôi sao, bây giờ ta cho nó nhiếp hồn, để nó nghe lệnh. Vừa nói xong,
Chân Lan lật tay lấy ra hai khối mộc bài có chứa kinh lạc màu xanh, lập tức thi triển nhiếp hồn chú, hút tàn hồn trong thi thể ngân giáp kia ra, dẫn vào trong mộc bài. Sau đó Chân Lan vươn ngón trỏ, nặn ra tinh huyết phác họa phù văn huyền ảo trên tấm bảng gỗ. Cuối cùng phun ra một ngụm pháp lực tinh thuần, lệnh bài câu hồn này nhanh chóng thành hình. Làm xong khối câu hồn bài thứ nhất, sắc mặt Chân Lan liền trắng vài phần, tựa hồ hành động lần này đối với nàng hao tổn rất nặng. Nhưng vì không kém tên tuổi Hóa Tiên Tông, nàng cắn răng kiên trì, rất nhanh cũng chế ra khối câu hồn bài thứ hai. Tiền bối, thế nào? Chân Lan mặt trắng như tuyết, dùng tay khẽ run lấy ra đan dược ăn vào, vẫn không quên để cho Lạc Hồng chịu thua. Cô nương này đơn thuần quá, làm ta cũng có chút xấu hổ. Lạc Hồng không nghĩ tới Chân Lan lại liều mạng như vậy, nàng hoàn toàn có thể điều tức một lát rồi chế khối thứ hai. Chân đạo hữu không hổ là cao đồ Hóa Tiên Tông, thủ đoạn thật bất phàm, Lạc Mỗ bội phục. Ha ha, danh tiếng Hóa Tiên Tông ta cũng không phải là thổi phồng. Chân Lan phục dụng đan dược dường như phẩm giai cực cao, trong mấy tức đã khiến trên mặt nàng một lần nữa có huyết sắc, khôi phục sức sống. Lam tỷ tỷ biết ta tranh giành cho Hóa Tiên Tông, chắc chắn khen ngợi ta. Ngã Phật từ bi, Chân tiểu thí chủ ngây thơ rực rỡ, Lạc thí chủ ngươi thân là tiền bối, lại không, nên khi dễ nàng. Diễm Tịnh giống như nhìn không nổi nữa, cười híp mắt thay Chân Lan nói chuyện. Đại sư Tuệ nhãn như đuốc, bất quá là quá lo lắng, Lạc Mỗ xưa nay thích giao dịch công bằng, tôn trọng song thắng, làm sao để cho một vãn bối chịu thiệt. Nói xong, Lạc Hồng liền ném ra một hạt châu toàn thân đen nhánh, mang theo vân vân. Đây là chú phù Lạc Mỗ chế ra, Chân đạo hữu chỉ cần lấy thần thức chạm vào, liền có thể kích phát uy năng của nó, trợ giúp ngươi diệt sát cường địch cùng giai. Chú phù, chú thuật cũng có thể làm thành phù. Chân Lan chớp chớp mắt, chú thuật chế phù là chuyện nàng chưa từng nghe nói qua, lập tức không khỏi tò mò quan sát hạt châu trong tay. Nhưng bởi vì thần thức vừa chạm vào sẽ kích phát, bằng vào mắt thường, nàng nhất thời nhìn không ra môn đạo gì. Lạc thí chủ thiên tư kinh người, ngày sau nếu đến Đại Tấn du lịch, mong rằng có thể để Lôi Âm Tông ta tận tình địa chủ. Hai mắt Diễm Tịnh dường như có thể nhìn thấu lòng người, hắn giống như nhìn thấu ý đồ của Lạc Hồng, mỉm cười nói. Ha ha, nếu có cơ hội Lạc Mỗ nhất định sẽ quấy rầy. Lạc Hồng sau khi cười đáp lại, mang theo một khối câu hồn bài cùng ngân giáp thi độn đến trước mặt Hàm Vân Chi. Chử cô nương, con đường phía trước rất nguy hiểm, đừng có giữ cảnh giác. Sau khi giao đồ vật cho nàng, Lạc Hồng có ý khuyên bảo một câu, liền đi cùng Hàn Lão Ma hội. Thi quái có thể hấp thu thi khí khôi phục thương thế, dùng cái này cực kỳ nồng đậm chi cực. Hàm Vân Chi bổ khuyết cho tiểu muội tốt nhất của Hàn Lão Ma khi còn nhỏ, trong lòng hắn thấy Lạc Hồng quan tâm an nguy của Hàm Vân Chi như vậy, có phản ứng như vậy cũng không có gì kỳ quái. Vi huynh hiện tại là người có đạo lữ, sư đệ chớ có đùa kiểu này. Sư đệ cũng không cần hỏi nhiều, ngươi lập tức có thể hiểu được nguyên do vi huynh làm như vậy. Lạc Hồng truyền âm đáp lại, liền tiếp tục theo Thiên Hận lão quái đi đầu, hướng ngọn núi đá đen cực xa phi độn mà đi. Lạc Hồng cũng đã nói như vậy, đương nhiên Hàn Lập sẽ không hỏi nhiều, mang theo một chút hiếu kỳ yên lặng phi độn. Bởi vì tới gần núi đá quá mức hung hiểm, bay cao cũng không an toàn, cho nên mọi người uốn lượn đi tới khe hở giữa thi sơn. Mới vòng qua ba tòa thi sơn cao hơn trăm trượng, lại có một đám ngân giáp thi tướng vọt ra, trong đó thình lình có một con thi quái nửa vàng nửa bạc bên ngoài thi giáp. Không tốt, là bán bộ thi vương. Ngươi đợi đến lúc đối phó với những ngân giáp thi khác, lão phu sẽ đến gặp tên đồng liêu này. Thiên Hận lão quái hoảng sợ quát lên, chuyện hắn ta vừa mới lo lắng, nhanh như vậy đã xảy ra rồi. Cảm ứng được khí tức cường đại hơn ngân giáp thi thi một mảng lớn, mọi người đều biến sắc, ngay cả Diễm Tịnh trên mặt vẫn mỉm cười cũng không khỏi lộ ra vẻ ngương trọng. Nhưng mà, ngay khi mọi người muốn thi triển thủ đoạn, đại chiến một trận với đám thi quái, một tiếng nhiếp lệnh không nhẹ không nặng truyền đến bên tai. Chiếp, nhiếp lệnh vừa ra, chỉ thấy bán bộ thi vương khiến mọi người rất khẩn trương cùng với một đám thi thể giáp bạc. Từng bóng trắng tàn phá bay ra, trong giây lát liền hội tụ vào trong lòng bàn tay phải Lạc Hồng vươn ra. Nhất thời, đám thi quái vốn còn không ngừng phát ra tiếng giống hung dữ, liền đều yên tĩnh trở lại. Nhiếp hồn chú, không thể nào, đây là độc môn chú thuật của Hóa Tiên Tông ta, ngươi học được từ đâu? Chân Lan khiếp sợ vạn phần, làm sao cũng không nghĩ ra một tu sĩ thiên nam là học lén chú thuật bí truyền của Hóa Tiên Tông nàng như thế nào. Chờ chút, chẳng lẽ là vừa rồi,
Chân Lan không dám tin nhìn về phía Diễm Tịnh bên cạnh. Chân tiểu thí chủ không cần quá tự trách, Lạc thí chủ thiên tư tuyệt thế, cho dù tông chủ nhà ngươi biết việc này, cũng sẽ không trách tội ngươi. Diễm Tịnh tựa hồ sẽ đọc tâm, mở miệng an ủi nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chú thuật dễ dàng học trộm như vậy, ta không tin. Lạc tiền bối dùng nhất định là chú thuật có hiệu quả tương tự với nhiếp hồn chú. Đúng vậy, chính là như vậy, nhiếp hồn chú làm sao có thể thoáng cái hút đi nhiều tàn hồn thi quái ngân giáp trở lên như vậy. Lạc tiền bối nhất định là dùng một loại chú thuật cao giai nào đó mà ta không biết. Chân Lan không ngừng bịa ra giải thích hợp lý trong lòng, tựa hồ vừa dừng lại, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không trách đạo tâm của nàng yếu ớt, thật sự là Lạc Hồng biểu hiện quá mức dọa người. Nếu hắn thật có thể gặp người thi triển 2-3 lần chú thuật, liền có thể học được, vậy không tiếc tiêu phí mấy chục năm. Thậm chí mấy trăm năm, đệ tử Hóa Tiên Tông khổ tâm nghiên cứu chú thuật chẳng phải đều thành trò cười sao. Lạc Hồng nếu như biết được suy nghĩ trong lòng Chân Lan lúc này, chắc chắn sẽ than một câu, cổ điển cảm thấy lưu tu tiên hại người không cạn. Lấy nguyên thần của Lục Diễn thi triển từng đợt nhiếp hồn chú, Lạc Hồng trở thành chủ nhân của ngân giáp thi. Thần niệm hắn khẽ động, lệnh bầy cương thi bay về phía mọi người, làm thành một vòng tròn lớn, vây mọi người vào trong. Là đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Giọng điệu của Thiên Hận lão quái lạnh như băng, vạn phần kiêng kỵ nói. Chương 402, Phi Thiên Thi. Thiên Hận đạo hữu chớ khẩn trương, lần này đi Hắc Phong đường xá xa xôi, nếu một mực có ngân giáp thi, thậm chí kim giáp thi cản đường, chẳng biết khi nào chúng ta mới có thể đi đến Hắc Phong. Hơn nữa, trong Hắc Phong cực kỳ có khả năng tồn tại thi quái càng thêm hung hãn, trước khi đến chúng ta cần tận lực bảo tồn pháp lực. Lấy thần thức của Lạc Mỗ, khu xử đám ngân giáp thi này đã là cực hạn, tất nhiên không thể cứng đối cứng với vô số thi quái tiềm tàng nơi đây. Cho nên, Lạc Mỗ muốn để những ngân giáp thi này kích phát thi khí, che lấp khí tức trên người chúng ta, để có thể một đường thông suốt. Lạc Hồng thần thái tự nhiên giải thích, để đám người Thiên Hận buông lỏng cảnh giác. Lời Lạc đạo hữu rất hợp ý ta, chiếu theo tần suất thi quái xuất hiện trước. Mắt mà xem, còn chưa chờ chúng ta tới gần Hắc Phong, pháp lực đã tiêu hao gần hết rồi. Mấu chốt là nơi này lại không có thiên địa linh khí, đan dược khôi phục pháp lực chắc hẳn trong tay chư vị đều có hạn. Trước mắt không biết đường lui như thế nào, tất nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Bởi vì biết Hàm Vân Chi và Lạc Hồng có giao tình, Hàm Sĩ Tuyền lập tức tín nhiệm Lạc Hồng rất nhiều, lập tức muốn kéo gần quan hệ. Hi hi, là đạo hữu thần thông quảng đại, có thể trong giây lát thu phục được nhiều ngân giáp thi như vậy, cho dù là Thiên Sát Tông của ma đạo chúng ta, cũng không dám nói có thủ đoạn như thế. Huyền Sát Tiên Tử làm ra vẻ che miệng cười, dù chưa nói rõ, nhưng cũng đồng ý đề nghị của Lạc Hồng. Lão Phu cũng không muốn dây dưa với đám thi quái bất tận này, hao phí pháp lực. Lạc đạo hữu, phải xem thủ đoạn của ngươi. Sau ngắn ngủi khiếp sợ, tâm cảnh của Thiên Hận lão quái rất nhanh bình phục lại, dù sao thủ đoạn của Lạc Hồng tuy rằng là hắn nhìn không thấu, nhưng chỉ là hơn 10 ngân giáp thi mà nói, còn không thể cấu thành uy hiếp chân chính đối với hắn. Trong quá trình mọi người thương định, cũng không có người hỏi ý kiến của Diễm Tịnh, bởi vì thân phận Phật tu của đối phương. Mọi người bên ngoài không có đối với hắn động cường, nhưng kỳ thật là coi hắn như nửa tù binh, tuyệt sẽ không cho phép hắn hành động đơn độc. Sau khi bàn bạc xong, Lạc Hồng dùng thần niệm thúc giục, khiến cho ngân giáp thi bị nhiếp hồn khống chế cùng kích phát ra thi khí trong cơ thể. Nhất thời, thi khí màu vàng sẫm từ mọi người xung quanh dâng lên, dưới sự điều khiển gián tiếp của Lạc Hồng, tụ lại thành một cái lồng hình tròn bằng thi khí. Thành công rồi! Tuy thi khí nơi đây nồng đậm vô cùng nhưng bầy thi khí này không duy trì được lâu, chúng ta cần tăng tốc độ phi hành. Lạc Hồng thoáng tính toán một phen, nhắc nhở mọi người. Đã có thi khí che lấp, chúng ta cũng không cần quá mức sợ hãi, tăng tốc tiến lên đi. Thiên Hận lão quái khẽ gật đầu đáp lại, mọi người lại lên đường trong sự bao phủ của thi khí. Sau khi liên tiếp bay qua hơn 10 tòa thi sơn không có bị tập kích, lá gan của mọi người dần dần lớn lên, độn tốc cũng là nhắc lại, mãi cho đến độn tốc cực hạn của đám ngân giáp thi. Trên đường đi, Lạc Hồng vừa dựa vào thần thức vượt xa mọi người làm chút ít động tác, vừa quan sát núi thây bay qua, muốn tìm đầu mối, suy đoán ra đây là nơi nào. Trên thực tế, Lạc Hồng khi gặp phải đợt thứ nhất của ngân giáp thi thì đã cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng có thi thể chồng chất thành núi, nhưng nơi đây lại không có một tia huyết khí,
càng không có khí tức âm hồn. Sau khi cẩn thận xem xét thi thể, Lạc Hồng phát hiện những thi thể này đều là thây khô bị rút khô máu. Khuôn mặt từng cái cực kỳ khủng bố, khó có thể dựa vào đặc thù tướng mạo suy đoán bọn họ đến từ nơi nào. Nhưng từ những đồ vật rải rác bên ngoài núi thi thể, bọn họ đều là tu sĩ nhân giới thời thượng cổ. Mà ở thời thượng cổ, có thể tạo thành thương vong nghiêm trọng như thế, cũng chỉ có cổ tu cùng cổ ma đại chiến. Chẳng lẽ nơi đây là một chiến trường cổ? Nhưng không đúng, tuy rằng cổ tu trả giá thảm trọng, nhưng trận thượng cổ đại chiến này cuối cùng vẫn là phe cổ tu đánh thắng. Vì sao lúc này đập vào mắt ta chỉ thấy thi thể cổ tu, lại không thấy cổ ma? Dựa theo đạo lý, hẳn là vừa vặn trái ngược mới đúng. Manh mối quá ít, Lạc Hồng nhất thời còn không nghĩ ra nguyên do trong đó, chỉ có thể tiếp tục yên lặng chuẩn bị. Nơi này tuyệt địa không có nhật nguyệt, mọi người cũng không có thời gian nhàn rỗi đếm mấy canh giờ, chỉ biết ước chừng 3 ngày sau mới tới phụ cận Hắc Phong. Trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Hắc Phong không có một ngọn núi đá nào, mặt đất cháy đen rạn nứt, giống như đã bị liệt diễm đốt cháy qua. Vết rạn trên mặt đất cháy đen dần dần tới gần Hắc Phong, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành địa hình liệt cốc hùng vĩ khắp nơi. Lạc sư huynh, tình huống đề hồn không đúng, vậy có lẽ là tồn tại thi vương ở gần đây. Sau khi tiến vào khu vực liệt cốc không lâu, Hàn Lập liền truyền âm nói với Lạc Hồng. Lòng dạ của liệt cốc tựa hồ có đồ vật, không biết đối phương có thể nhìn thấu ngụy trang của chúng ta hay không, sư đệ nên lưu tâm một chút. Dưới đáy liệt cốc không biết có vật gì cách trở thần thức dò xét, Lạc Hồng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút động tĩnh. Dựa vào thi khí che lấp, bọn họ đi đường này rất là thuận lợi, cho nên mặc dù phát hiện dị thường dưới đáy liệt cốc, Lạc Hồng cũng không có ý tứ nói cho mọi người biết, tiên hạ thủ vi cường. Dù sao, không đánh rắn động cỏ lẻn qua khu vực này mới là lựa chọn tốt nhất. Hàn Lập nghe vậy hơi sững sờ, hắn không phát giác được chút khác thường nào, bất quá xuất phát từ tín nhiệm đối với Lạc Hồng. Pháp lực gã vừa tăng lên, hai mắt sáng lên linh quang màu xanh thẳm, thi triển minh thanh linh mục nhìn xuống đáy liệt cốc. Đập vào mắt là rất nhiều thi quái sau lưng mọc ra hai cánh, phần lớn chúng nó cầm cốt mâu trong tay, còn bày ra tư thái ném mạnh. Không tốt, bị phát hiện rồi. Hàn Lập vừa định lên tiếng nhắc nhở mọi người thì những thi quái kia liền đồng loạt ném cốt mâu ra. Trong lúc nhất thời, gần trăm cây cốt mâu phóng lên trời, trong nháy mắt đã đến gần mọi người. Lạc Hồng trong nháy mắt thi quái hai cánh ra tay, liền nhận ra không ổn, nhưng hắn lập tức phát hiện mục tiêu công kích cũng không phải là bọn họ, mà là ngân giáp thi phóng thích thi khí bên ngoài. Vì vậy, hắn vội vàng điều khiển ngân giáp thi né tránh hoặc là phóng thích thi khí hộ thể. Vừa tiến vào khu vực xa lạ không lâu, mọi người cảnh giác cũng không kém, mặc dù cốt mâu tới đột nhiên, nhưng cũng không có bởi vậy kinh hoàng, từng người thi triển thần thông hộ thân. Bởi vì Lạc Hồng ứng đối kịp thời, đại đa số cốt mâu đều không trúng ngân giáp thi, nhưng cùng lúc đó, vô luận là trúng mục tiêu hay là mất mạng, đều mạnh mẽ nổ tung. Trong lúc nhất thời, những mảnh xương vụn cùng với chất lỏng màu vàng lục dị thường gay mũi bắn tung tóe khắp nơi. Chất lỏng màu vàng lục kia tựa hồ thập phần khắc chế ngân giáp thi, thi khí chẳng những ngăn không được, hơn nữa chỉ cần dính vào một chút, thi thể sẽ bị ăn mòn mất một khối lớn. So sánh với nhau, độc thủy này đối với linh cháo hộ thân của người tu tiên tác dụng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng nếu bị gần trăm cây cốt mâu tập kích mà nói, linh khí hộ cháo cũng chịu không nổi. Một vòng ném xuống, ngân giáp thi do Lạc Hồng sử dụng đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, hắn đơn giản chỉ thu lại mười mấy con còn lại, bàn tay duỗi ra hỏa hành kỳ, chuẩn bị ứng đối công kích sau đó. Không có thi khí của ngân giáp thi che lấp, đám người Lạc Hồng liền hiển lộ ra khí tức của đám người, lập tức dưới đáy liệt cốc bộc phát ra từng trận tiếng kêu bé nhọn. Trong mấy hơi thở, vô số thi quái hai cánh bay ra khỏi liệt cốc, mở to hai mắt đỏ tươi đánh tới mọi người. Cùng lúc đó, một tòa liệt cốc truyền ra tiếng đất đá sụp đổ ầm ầm, tựa hồ có quái vật khổng lồ nào đó muốn từ trong đó chui ra. Cảnh tượng này giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến tất cả mọi người không khỏi có chút do dự lúc này là chiến hay lui. Thanh Dương lão ma biết một ít tình huống nơi đây, cho nên hắn quyết định nhanh nhất, lúc này cùng Huyền Sát cùng nhau tiến lên Hắc Phong. Ma diễm bốc lên trên thân hai người, hóa thành hai quả cầu lửa một xanh một xám, tất cả phi thiên thi tiếp cận đều bị đốt thành tro bụi. Cốt mâu ném mạnh cũng không đến gần được thân thể bọn họ, thoáng cái liền kéo dài khoảng cách với mọi người. Thiên Hận lão quái thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền theo sát.
Ban đầu hắn chỉ hoài nghi hai người huyền sát, hiện tại hắn có thể khẳng định hai người này có quỷ. Đối mặt Phi Thiên Thi cản đường, Thiên Hận lão quái tế ra một cổ bảo vòng vàng to bằng cổ tay, pháp lực thúc dục, liền một hóa hai, từ hai hóa bốn. Trong giây lát, quanh người Thiên Hận lão quái xuất hiện một vòng kim hoàn lớn, đều tự đánh tới Phi Thiên Thi. Cũng không biết vòng vàng này dùng loại linh tài nào luyện chế, mỗi một cái đều nhìn nhỏ nhắn, nhưng lại nặng hơn ngàn cân. Thân thể Phi Thiên Thi không cứng rắn như ngân giáp thi, liên tiếp bị mấy vòng vàng đập một phát, liền vỡ vụn mà chết. Hạm Sĩ Tuyền bởi vì cố kỵ an nguy của Hàm Vân Chi, cho nên không cách nào cùng tốc độ của lão quái Thiên Hận, rất nhanh đã lâm vào trong vòng vây của phần đông Phi Thiên Thi. Trong cơ thể tàng bảo kim thiềm trống không, nhưng cho dù kim thiềm không sợ thi độc mãnh liệt của Phi Thiên Thi, nhưng tốc độ nó diệt sát Phi Thiên Thi vẫn quá chậm. Cho dù Hàm Sĩ Tuyền và Hàm Vân Chi cũng ra sức ra tay, số lượng Phi Thiên Thi xung quanh hai người vẫn không giảm mà còn tăng lên. Đúng lúc này, một cột sáng đen nhánh quét qua, bất cứ Phi Thiên Thi nào bị quét trúng, thi khí trong cơ thể đều không thể khống chế mà phun ra ngoài, dãy dụa hai cái liền bạo thể mà chết. Chỉ cần một kích này, số lượng Phi Thiên Thi xung quanh hai người đã giảm bớt rất nhiều. Sất mục thần quang, Lạc đạo hữu, đa tạ tương trợ. Hạm Sĩ Tuyền tinh thần chấn động, nắm lấy bả vai Hàm Vân Chi, liền đi về phía ngọn nguồn của thần quang sất mục. Một lát trước, ánh mắt Lạc Hồng ở Thiên Hận lão quái cấp tốc đi xa, cùng tiếng ầm ầm không ngừng du tẩu giữa liệt cốc. Cuối cùng thần sắc ngưng tụ, đối với Hàn lão ma nói, sư đệ, ngươi đuổi theo đám Thiên Hận lão quái, vi huynh lưu lại cứu người. Được, sư huynh bảo trọng. Hàn Lập không chần chừ trả lời, lập tức sau lưng hiện ra phong lôi xí màu bạc, tiếng sấm nhanh chóng rời đi xa. Tất cả Phi Thiên Thi có ý đồ ngăn trở đều bị hồ quang điện màu vàng dập tắt. Sau khi đưa mắt nhìn Hàn lão ma một cái chớp mắt, Lạc Hồng xuất ra huyền âm chi nhãn, thay Hàm Vân Chi hai người giải vây. Sau đó ném ra hỏa hành kỳ, pháp lực quanh thân tuôn ra, hỏa long khổng lồ không ngừng chui ra từ mặt cờ, đốt cháy hơn phân nửa đám Phi Thiên Thi phiền phức. Nhưng càng nhiều Phi Thiên Thi từ liệt cốc xa xa đánh tới, phảng phất như Lạc Hồng làm đều vô dụng. Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng Phi Thiên Thi là giết không hết, hắn không tiếc pháp lực như vậy, chỉ là muốn cho mình có thể chuyên tâm đối phó đại gia hỏa sắp từ trong liệt cốc bỏ lên. Pháp quyết trên tay biến đổi, bốn đạo linh quang bọc lấy hỏa hành kỳ bắn ra, cuối cùng phân thành năm phương vị, đứng ở trên không tòa liệt cốc kia. Mặc kệ ngươi là thứ quỷ quái gì, trước tiên ăn một phát ngũ hành thần lôi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 403, Diệt Thi Vương. Dưới sự điều khiển của Lạc Hồng, mỗi ngũ hành kỳ đều tuôn ra một đạo linh khí tinh thuần, giống như dáng màu tụ tập về trung tâm. Nương theo tiếng điện đùng của dòng điện, một quả cầu sét màu trắng to bằng quả trứng gà nhanh chóng thành hình. Lập tức, ngũ thải hà quang tinh thuần linh khí hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hướng lôi cầu màu trắng quán thâu mà đi. Khí tức của lôi cầu màu trắng cũng theo đó nhanh chóng tăng lên, Lạc Hồng khống chế ngũ hành linh khí cân bằng, khiến thể tích chỉ tăng lên được một chút. Mấy tức sau, lôi cầu màu trắng lớn đến đầu người, Lạc Hồng khó có thể duy trì cân bằng bên trong, liền làm cho nàng rơi xuống phía dưới. Đúng lúc này, trong khe nứt đại lượng đất đá bị ném lên không trung, nương theo tiếng hô của Lịch Hung Dữ đinh tai nhức óc. Một viên dài hơn một trượng, có bốn con mắt đỏ như máu, đầu lâu mang theo mũ giáp bằng đồng xanh nhô ra. Khi thấy ngũ hành thần lôi của thi thể khổng lồ này so với hắn giống như đom đóm thì không khỏi sững sờ. Bạo! Tiếng thét vừa dứt, lôi cầu màu trắng chỉ lớn bằng đầu lâu ầm ầm nổ tung, trong chốc, lát hóa thành một lôi cầu đường kính mấy trượng, mặt ngoài nhảy lên hồ quang điện màu trắng thô to như mãng xà. Lập tức, tiếng gầm thống khổ từ trong lôi cầu truyền ra. Lạc Hồng vừa muốn thi triển thủ đoạn, lỗ tai liền khẽ động, nghe được một tiếng kiếm minh ẩn trong tiếng giống, sắc mặt lúc này biến đổi, thân hình lóe ra mười trượng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang mỏng như tơ, liền từ vị trí của hắn chém qua. Chỉ thấy, trên lôi cầu màu trắng xuất hiện một sợi tơ màu xanh, ngay sau đó một đôi cánh rơi giang ra hơn mười trượng bỗng nhiên mở ra, đem lôi cầu màu trắng theo sợi tơ màu xanh chia làm hai nửa. Vô số đạo hồ quang màu trắng nhảy nhót trên cánh rơi, đánh cho khắp nơi đều có vết cháy đen. Mà ở giữa hai cánh, một Phi Thiên Thi Vương thân cao gần 10 trượng,
thân khoác chiến giáp thanh đồng, đang dùng một con mắt máu còn sót lại gắt gao trừng mắt nhìn Lạc Hồng. Về phần đạo kiếm ti bổ ra ngũ hành thần lôi kia, suýt nữa làm Lạc Hồng bị thương, thì lại bắt nguồn từ một thanh kiếm đồng thau mà Phi Thiên Thi Vương cầm. Ha ha, hình như ta đã chọc giận hắn. Lạc Hồng âm thầm cười khổ một tiếng. Thi Vương Phi Thiên tản mát ra thi khí cường đại, không thua gì tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Hàm Sĩ Tuyên hoi cảm ứng, trong lòng liền lạnh một mảnh, thế là độn quang chuyển động, mang theo Hàm Vân Chi đi về hướng Diễm Tịnh đi. Mặc dù Diễm Tịnh Hòa Thượng lấy ra một chiếc kim ti cà sa, không ngừng bắn ra kim đao, chém giết Phi Thiên Thi tới gần. Nhưng Phi Thiên Thi Vương kia cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, từ khi hiện thân ánh mắt cũng không rời khỏi Lạc Hồng. Lúc này, Phi Thiên Thi Vương chậm rãi giơ thanh đồng kiếm lên, đột nhiên hai cánh vỗ mạnh, liền biến mất tại chỗ. Đồng tử Lạc Hồng co rụt lại, quanh thân lóe lên bạch quang, liền dùng ngũ hành độn thuật thuấn di ra hơn trăm trượng. Linh quang độn tốc của Lạc Hồng còn chưa giảm đi, thân hình Phi Thiên Thi Vương liền đột nhiên xuất hiện, cũng ra sức chém xuống thanh đồng kiếm. Tốc độ của con quỷ này thật nhanh. Lạc Hồng thầm giật mình với tốc độ phi hành của Phi Thiên Thi Vương, bàn tay nâng đan điền lên, tế ra Trấn Hải Châu. Sau khi chém tới khoảng không, Phi Thiên Thi Vương bỗng nhiên quay đầu lại, trong con mắt màu máu duy nhất lóe lên huyết quang, lập tức chấn động vô hình truyền ra. Trước mắt Lạc Hồng thình lình xuất hiện một cảnh tượng đại chiến thảm thiết giữa nhân ma, máu rơi như mưa, mệnh như cỏ rác trùng kích tâm thần của hắn. Huyễn thuật, hừ, Lạc Hồng chỉ dùng thần niệm thúc giục, cảnh tượng đại chiến trước mắt vỡ vụn như mặt gương, lập tức không chút suy nghĩ liền thuấn di rời khỏi chỗ. Quả nhiên, trong chớp mắt Phi Thiên Thi Vương kia bắt lấy Lạc Hồng rơi vào ảo cảnh, lại lao đến. Hai lần công kích thất bại, Phi Thiên Thi Vương không khỏi tức giận gào thét lên. Phi Thiên Thi nghe được tiếng rít này, tất cả đều kêu lên đáp lại, vứt bỏ mục tiêu nguyên bản nhào về phía Lạc Hồng. Vô số tiếng kêu của thi quái tụ tập lại, cũng hình thành một loại thần thông, chấn động làm cho ánh mắt Lạc Hồng mơ hồ. Đây còn phải là mục tiêu chủ yếu của đám thi quái là hắn, nếu không lấy nhục thân yếu ớt của bọn người Hàm Vân Chi, kiên trì không được mấy hơi, thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Lạc thí chủ, xin hãy để bần tăng giúp ngươi một tay. Chẳng biết từ lúc nào mà Diễm Tịnh Hòa Thượng đã ngồi ngay ngắn trên kim ti cà sa, sau khi hét lớn một tiếng, mặt hiện lên vẻ trợn mắt như kim cang, trong miệng phun ra tiếng phạn âm cuồn cuộn. Dần dần phạm âm tụ tập, giống như sấm rền, vang vọng phía chân trời, đem tiếng rít gào kia ép trở về. Soạt một tiếng, thanh đồng kiếm của Phi Thiên Thi Vương lại chém vào khoảng không, hắn quả thực sắp tức điên rồi, huyết mục quét ngang muốn tìm ra vị trí của Lạc Hồng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng từ rất gần truyền đến, đừng tưởng rằng Lạc Mỗ sợ ngươi. Nửa lời nói, Trấn Hải Châu hóa thành một đạo lưu quang, đập tới con mắt còn sót lại của Phi Thiên Thi Vương. Phi Thiên Thi Vương mặc dù không biết Trấn Hải Châu lợi hại, nhưng cũng không muốn đón đỡ công kích, hai cánh khẽ chấn, muốn lấy tốc độ mắt thường không thể thấy tránh né. Kết quả, thân hình Phi Thiên Thi Vương vừa mới biến mất, trong miệng Lạc Hồng liền nhẹ nhàng phun ra một chữ, định. Lúc này, Chân Lan hộ pháp bên cạnh Diễm Tịnh chợt kinh sợ, nàng cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Lạc Hồng. Ngay vừa rồi, con cổ thực chú mà nàng nuôi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì khi phát động chú thuật vô hình vô sắc, khó có thể phát hiện, đặc biệt là một số chú thuật âm tà. Có thể khiến người ta trúng thuật mà không tự biết, cho nên mỗi một đệ tử hạch tâm trong Hóa Tiên Tông đều sẽ nuôi một con thực chú cổ ở trong cơ thể. Cổ này có năng lực cảm ứng rất mạnh đối với chú thuật. Một khi xung quanh có người thi triển chú thuật hoặc người nuôi cổ bị hạ chú, đều sẽ có phản ứng. Nhưng Chân Lan chưa từng nghe nói đến cổ thực chú, sẽ chết bất đắc kỳ tử vì cảm ứng được chú thuật. Lúc này Lạc Hồng thi triển chính là một môn chú thuật hắn ngộ ra từ Dưỡng Hồn Châu, hắn đặt tên nó là Định Thân Chú. Hiệu quả của nó giống như Phi Thiên Thi Vương biểu hiện ra, vừa mới cấp tốc phi độn, trong chớp mắt liền giống như côn trùng trong hổ phách, ngay cả mí mắt cũng không thể nháy một cái. Phi Thiên Thi Vương thực lực cường hãn, Định Thân Chú của Lạc Hồng chỉ có thể chế ra không đến một hơi công phu của hắn. Nhưng chút thời gian này ở trong tranh đấu cấp độ như bọn họ đã đủ để quyết định sinh tử. Lưu quang lóe lên, Trấn Hải Châu rắn chắc mà đập trúng con mắt màu đỏ còn sót lại của Phi Thiên Thi Vương, giống như là đè nát đậu hũ nghiền nát con mắt của hắn, trực tiếp chui vào trong đầu. Đang muốn nện xuyên qua sọ não, một con hỏa nha màu đỏ thẫm to bằng bàn tay từ bên trong Trấn Hải Châu chui ra. Cho dù bốn mắt bị mù, hung khí của Phi Thiên Thi Vương vẫn không giảm,
hắn đã luyện thành thi thể, đầu đã không phải là điểm yếu chí mạng, chỉ cần không bị chém đầu thì sẽ không có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà sau một khắc, linh diễm màu đỏ thẫm từ trong thất khiếu của hắn lao ra, cả cái đầu nhanh chóng mềm nhũn. Đồng thời, ánh lửa thuận theo kinh mạch đã sớm khô cạn trong cơ thể hắn, chạy về phía tứ chi bách hải. Không đến mấy hơi công phu, Phi Thiên Thi Vương đã biến thành một ngọn lửa hình người thật lớn. Chỉ kịp kêu thảm một tiếng, Phi Thiên Thi Vương đã biến thành cho bụi trong hắc hồng sắc linh diễm. Thứ duy nhất còn lưu lại chính là bộ giáp trụ thanh đồng và thanh kiếm lớn thanh đồng kia. Lập tức, diễm đoàn tụ lại chính giữa, một lần nữa hóa thành một con hỏa nha màu đỏ sậm, bay vào trong trấn Hải Châu cách đó không xa. Không tệ không tệ, không uổng công ta cho ăn nhiều dương viêm thuần chất như vậy, còn đem khai linh yêu diễm cũng cho nó nuốt luôn, uy lực này đương nhiên là đệ nhất linh diễm ở nhân giới. Nhưng mà luyện vào nhiều linh diễm như vậy, ngọn lửa này đã khác biệt với lửa đen ban đầu, nên đổi cách gọi. Gọi ngươi là Hắc Ô Chân Viêm đi. Lạc Hồng vui mừng nhìn Trấn Hải Châu, trầm ngâm một lát rồi nói. Nghe được tên mình mới, mặt ngoài Trấn Hải Châu nhảy ra một ngọn lửa, hơi chập chờn hai lần, giống như đang biểu đạt tình cảm vui vẻ. Thấy Hắc Ô Chân Viêm thông linh như thế, Lạc Hồng càng thêm hài lòng. Thu hồi đan điền, ôm vào trong ngực Nguyên Anh ôn dưỡng, ánh mắt Lạc Hồng rời bộ áo giáp cực lớn lơ lửng giữa không trung kia đi. Thử đánh ra một đạo pháp quyết, thanh đồng giáp trụ không hề có biến hóa, tựa hồ không cách nào biến hóa lớn nhỏ. Lạc Hồng cũng không để ý kết quả này, bản thân hắn chính là muốn dùng nó làm kế hoạch khôi lỗi khổng lồ, không có ý định tự mình mặc, có lớn hơn nữa cũng không sao cả. Đang lúc hắn còn thu nó vào trong túi vạn bảo, một khối lệnh bài trên giáp trụ lại đưa tới hứng thú của hắn. Đưa tay nhiếp một cái, Lạc Hồng cầm lấy tấm lệnh bài làm bằng bạch cốt này, tập trung nhìn vào, bên trên viết bốn chữ cổ, thân vệ của phủ quân. Lạc Hồng sắc mặt không khỏi trầm xuống, thi vương cường đại như thế lại vẫn chỉ là thân vệ, phủ quân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngay khi Lạc Hồng đang kịch chiến với Phi Thiên Thi Vương, Thanh Dương và Huyền Sát đã độn đến dưới chân Hắc Phong. Nhắc tới cũng kỳ, Phi Thiên Thi vốn một mực đuổi theo không bỏ, khi còn cách Hắc Phong một dặm, tất cả đều sợ hãi ngừng lại, phảng phất như trong Hắc Phong cất giấu thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Sư huynh, La Sát phủ quân sẽ không giết tiểu tử kia chứ? Huyền Sát còn nhớ thương huyền âm chi nhãn của Lạc Hồng, vô cùng lo lắng nói. Không có việc gì, có hòa thượng kia ở đây, bọn họ nhiều nhất chỉ chịu chút đau khổ. Thanh Dương lão ma thần thức quét tới quét lui trên đỉnh núi đá màu đen, tựa hồ nóng lòng tìm kiếm cái gì, thuận miệng đáp lại. Nhị vị đạo hữu, đi gấp như thế, chẳng lẽ là vội vàng đi tìm bảo vật? Đột nhiên, tiếng Thiên Hận lão quái ẩn, chứa tức giận từ phía sau xa xa truyền đến. Lão hồ ly chết tiệt, sư muội, chúng ta đi. Thanh Dương lão ma chú mắng một câu, liền mang theo Huyền Sát cùng nhau chạy về nơi nào đó của thạch phong màu đen. Thật đúng là tới tìm bảo vật, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chạy thoát. Thiên Hận lão quái không nghĩ tới mình thoáng thăm dò một chút, đối phương liền lộ ra. Hiển nhiên, hai người này có biện pháp bỏ rơi mình, hoặc là bảo vật đã ở gần. Vô luận là tình huống nào, Thiên Hận lão quái cũng không cho phép mình thoát khỏi, lập tức liền bấm ra một cái pháp quyết, thi triển bí thuật nào đó. Chỉ nghe một tiếng ưng gáy, một hư ảnh cự ưng hiện ra sau lưng, lập tức chui vào thân thể của hắn. Lập tức, độn tốc của Thiên Hận lão quái tăng phúc gấp đôi, độn quang cơ hồ hóa thành ti tuyến, thẳng hướng hai người Ma Diễm Tông đuổi theo. Thân ảnh song phương rất nhanh biến mất trong đỉnh núi đá màu đen, sau một lát, Hàn Lập điều khiển phong lôi xí xuất hiện dưới chân đỉnh núi. Gã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai ngọn núi cao chừng hơn 300 trượng, mặt ngoài đầy đá vụn màu đen, dưới đáy là một tầng nham thạch dày hơn 10 trượng màu đỏ. Dùng thần thức cùng Minh Thanh Linh Nhãn dò xét một phen, Hàn Lập cũng không phát hiện trong ngọn núi đá có thi quái gì, vì vậy liền thuận theo khí tức của đám người Thiên Hận, truy kích mà đi. Chương 404, Huyết Thần Đan. Hai vệt độn quang vèo vèo bay qua, rất nhanh liền đến chỗ lõm giữa hai ngọn núi, ở đây có một tòa điện phủ hoàng kim cỡ nhỏ, diện tích không quá 10 trượng vuông. Đại môn điện này mở rộng, cũng không có cấm chế chặn đường, Thanh Dương cùng Huyền Sát đơn giản liền tiến vào trong đó. Sư huynh, đó chính là U Đàm. Huyền Sát chỉ vào một vòng đầm nước đen nhánh ở trung tâm cung điện, trong giọng nói không giấu được vẻ mừng rỡ. Xuyên qua Thi Sơn, liền có thể tiến vào Minh Vực,
sư muội ngươi nhanh dùng này đồ mở ra cửa vào, vi huynh đến đưa cho bọn người Thiên Hận một phần đại lễ. Thanh Dương lão ma vừa mới dứt lời, thần thức liền cảm ứng được Thiên Hận lão quái đang dùng độn tốc cực nhanh mà đến, sắc mặt chợt âm trầm xuống. Lão quái vật chết tiệt, đến thật nhanh. Ý niệm vừa chuyển, tay phải Thanh Dương lão ma nâng lên, một đoàn Thanh Dương ma hỏa to bằng quả trứng gà hiện ra. Y. Thanh Dương ném ma hỏa về phía cửa chính của điện phủ, lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết, ma hỏa trong nháy mắt hóa thành một bức tường lửa, phong cấm cửa vào điện phủ cực kỳ chặt chẽ. Một lát sau, Thiên Hận lão quái đi tới bên ngoài điện phủ, cho dù hắn biết rõ đây là nơi mấu chốt thoát khốn, Huyền Sát hai người cũng không nóng vội liền xông vào. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra Thanh Dương ma hỏa phong cấm cửa vào mạnh hơn Lục Liêm thi triển trước đó rất nhiều, đối phương tuyệt đối ẩn tàng tu vi. Nhưng cho dù Lục Liêm là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, lại có Huyền Sát tương trợ thì Thiên Hận cũng không e ngại. Dù sao, hắn là có thể chạy trốn khỏi Chí Dương Chân, nhân Nguyên Anh hậu kỳ, còn có thể làm bị thương nhân vật của đối phương. Thanh Dương ma hỏa nổi danh bên ngoài, chính là thần công truyền thừa của Ma Diễm Tông, Thiên Hận lão quái không dám khinh thường, lật tay lấy ra một con thoi ngắn tỏa ra hàn khí nồng đậm. Cổ bảo này tên là Hàn Tinh Toa, chính là do Hàn Băng vạn năm luyện chế mà thành, uy lực rất lớn, từng giúp Thiên Hận lão quái diệt sát nhiều tên cường địch tinh thông thần thông hỏa hành. Thần niệm vừa động, Thiên Hận lão quái tế ra toa này, làm cho hàn khí phát ra ngưng thành hàn băng. Trong chớp mắt khiến cho Hàn Tinh Toa vốn chỉ dài có vài tấc, hóa thành một băng chùy khổng lồ dài hơn một trượng. Chỉ thấy, Thiên Hận lão quái nhẹ nhàng vung tay lên, băng chùy khổng lồ liền đâm về phía bức tường ma hỏa. Hàn băng cùng ma hỏa vừa chạm vào, lập tức bộc phát ra linh quang cực kỳ chói mắt. Rằng co một chớp mắt, Thanh Dương ma hỏa đột nhiên thuận theo tiếp xúc, lan tràn đến toàn bộ băng chùy khổng lồ. Ma diễm rào rạt, băng chùy to lớn tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong mấy tức đã sắp đốt tới Hàn Tinh Toa bên trong. Thiên Hận lão quái nhướng mày, lúc này làm hàn băng còn sót lại vỡ ra, sau khi bức lui Thanh Dương ma hỏa ngắn ngủi. Khu xử Hàn Tinh Toa như cá bơi tránh né ma diễm rơi xuống, thu hồi nó vào trong lòng bàn tay. Nhìn Hàn Tinh Toa bị tổn hại một chút, Thiên Hận lão quái thầm nghĩ, không hổ là Thanh Dương ma hỏa chuyên hủy pháp bảo của người ta, chưa từng dính vào đã có thể tổn hại linh tính bảo bối của lão phu. Trải qua một phen thăm dò, Thiên Hận lão quái biết được Thanh Dương ma hỏa lợi hại, cũng lãng phí một ít thời gian. Liền chuẩn bị xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân, một lần hành động phá vỡ màn ma hỏa này. Chỉ thấy toàn thân hắn pháp lực phóng tới tay phải, rất nhanh tay phải của hắn như được đúc bằng bạc, tản mát ra linh áp làm cho người ta hoảng sợ. Tiếp theo, Thiên Hận lão quái hơi cố hết sức nâng lên cánh tay phải, cũng chậm rãi bóp trưởng thành chảo. Trong quá trình này, linh quang màu bạc hướng ba ngón tay ở giữa tụ tập mà đi, rất nhanh liền đem ba ngón tay này nhuộm thành màu xám bạc. Không nói gì, trong nháy mắt thần thông của Thiên Hận lão quái thành hình, liền mãnh liệt lăng không vung chảo, nhất thời ba đạo liệt mang màu xám bạc dài hơn một trượng bắn nhanh ra. Chỉ trong nháy mắt, đã chém tới bức tường ma hỏa. Thanh Dương ma hỏa được xưng là không gì không thể đốt, không có chút sức chống cự nào, đã bị chém ra ba vết nứt. Vết nứt màu xám bạc vẫn không có chút mệt mỏi nào, tiếp tục bắn nhanh về trước. Sau khi tiếp xúc với cung điện hoàng kim thì phát ra tiếng kêu chói tai. Đánh trống không, sư muội không thể đón đỡ. Thanh Dương lão ma kinh thanh nhắc nhở, nhưng đã quá muộn, vết nứt màu xám bạc tới cực nhanh. Huyền Sát mặc dù lập tức gián đoạn thi pháp, nhưng cũng bị kéo dài một cái chớp mắt, không kịp toàn bộ tránh đi. Kèm theo một tiếng hét thảm trong khoảnh khắc, cánh tay trái của nàng ta bị cắt mất gần nửa bả vai, giống như cắt đậu hũ. Ha ha đạo hữu, lão phu nên gọi ngươi là Lục Liêm hay Thanh Dương lão ma? Độn quang lóe lên, Thiên Hận lão quái đi vào trong điện phủ, trên mặt cười lạnh nói. Thiên Hận đạo hữu đã nhìn thấu, cũng không có gì phải giấu giếm, ta chính là Thanh Dương. Đạo hữu, có nguyện liên thủ với ta đoạt bảo. Thanh Dương lão ma không hổ là kiêu hùng chấp trưởng Ma Diễm Tông mấy trăm năm, đối mặt với Thiên Hận lão quái đang hùng hổ, lại hết sức tự nhiên mà đưa ra liên thủ. Liên thủ sao? Chỉ sợ Huyền Sát tiên tử sẽ không đồng ý thôi. Thiên Hận lão quái liếc mắt nhìn Huyền Sát vẻ mặt oán độc, buồn bã nói. Cánh tay cụt đối với một vị ma tu Nguyên Anh mà nói, cũng không phải thương thế nghiêm trọng gì, có thể đem chân gãy nối lại ma đạo bí thuật rất nhiều. Chân chính để cho Huyền Sát hận không thể đem Thiên Hận lão quái ăn sống nuốt tươi chính là,
Huyền quỷ khô lâu nàng khổ luyện mấy trăm năm bị chém thành hai nửa, đau lòng đến lòng nàng đang rỉ máu. Ta tin tưởng sư muội sẽ không vì tiểu xá mà lớn, chỉ là một con huyền quỷ, chết rồi dưỡng tiếp là được. Thanh Dương lão ma mỉm cười nói. Huyền Sát nghe xong trong lòng chợt lạnh, nàng biết sư huynh đang cảnh cáo mình, vì vậy chỉ có thể đè xuống hận ý trong lòng. Nhoẻn miệng cười nói, sư huynh nói rất đúng, bảo vật trong quỷ phủ quý giá hơn một con huyền quỷ của tiểu muội nhiều. Với thủ đoạn thần thông của Thiên Hận đạo hữu, đúng là có tư cách chia một chén canh. Thiên Hận lão quái nghe vậy không lập tức đáp lại, ánh mắt của hắn hơi chớp động. Nghĩ thầm bảo vật cất giấu ở đây hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, có thể làm cho hai ma tu tính cách quái đản này tạm thời chịu thua. Nơi âm minh quỷ vực bực này, e là cũng chỉ thích hợp cho âm tà ma đạo sử dụng. Lão phu cũng không muốn vì một ít bảo vật không dùng được mà mạo hiểm lấy ra để giết người. Lão quái vật này hạ quyết tâm, không thấy thỏ không thả ưng nữa. Thanh Dương lão ma sau khi cân nhắc một phen, ngưng mắt nhìn Thiên Hận lão quái nói, không biết đạo hữu có từng nghe nói qua huyết thần đan. Huyết thần đơn, nơi này có huyết thần đơn. Khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Hận lão quái không kìm được, ưng nhãn trừng mắt, kinh ngạc nói. Muốn lấy được huyết thần đan, còn cần xông qua hai chỗ tuyệt địa, trong đó minh vực có sư muội ta ở đây, có thể nhẹ nhõm không ít đấy. Thiên Hận đạo hữu hợp tác thì hai lợi, thủ đoạn của họ là kia quỷ dị, đợi lát nữa hắn đuổi kịp, huyết thần đan này có thể không đủ chia. Thanh Dương lão ma không ngừng thêm mắm thêm muối vào tai hắn, thúc giục đối phương quyết định. Ngươi xác định là huyết thần đan có thể làm cho người ta luyện thành huyết ma chân thân, có được đại thần thông tích huyết trùng sinh. Thiên Hận lão quái ngưng mắt nhìn Thanh Dương lão ma, cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu muốn tích huyết trùng sinh, còn cần phối hợp công pháp của huyết sát phủ quân. Chỉ riêng việc dùng huyết thần đan chỉ có thể tu thành bất diệt chi thể. Thanh Dương lão ma không có khuếch đại công hiệu của huyết thần đan, chi tiết nói ra. Ma đầu kia không thừa cơ lấn ép ta, ngược lại có mấy phần thành ý. Huyết thần đan là linh đan diệu dược tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ. Thiên Hận lão quái tất nhiên là rõ ràng hiệu dụng của nó, vừa rồi nói như vậy chỉ là muốn thăm dò một chút. Bất diệt thân thể cũng đã là đại thần thông khó lường. Thanh Dương đạo hữu, không biết chúng ta nên làm thế nào để đi tới minh vực. Thiên Hận lão quái vừa chuyển đề tài, đột nhiên từ tư thế hận không thể đấu đến ngươi chết ta sống biến thành bộ dáng hiền lành tầm bảo. Mượn nhờ Phật họa ra thú, thông qua u đàm này là được. Nhưng ta còn cần động tay chân một chút để phòng ngừa Lạc Hồng và Hòa Thượng kia đuổi theo quá nhanh. Lão phu cũng có chút kiêng kỵ hai vị kia, xin mời đạo hữu cứ tự nhiên. Thiên Hận lão quái nói yên tâm, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Thanh Dương lão ma. Thanh Dương lão ma cũng không vì vậy mà tức giận, tự mình lấy ra hai chiếc thi thể cốt đăng, đặt trên mặt đất trong điện giống như hoàng kim. Tiếp theo đánh ra mấy đạo pháp quyết, chỉ thấy ngay cả vết nứt màu xám bạc kia cũng không bổ ra được. Mặt đất đột nhiên nổi lên gợn sóng, cốt đăng chậm rãi chìm xuống, cuối cùng chui vào một nửa mặt đất, chỉ để lại một cái đèn ở bên ngoài. Lúc này, Huyền Sát đã nối xong cánh tay cụt cũng hoàn thành thi pháp. Chỉ thấy trung tâm đầm nước hình thành một vòng xoáy, một cột sáng màu đen đột nhiên bắn ra, vừa vặn trúng vào ác quỷ đầu. Lập tức, ánh sáng màu đen ở trên da thú sáng lên, không gian ba động quen thuộc xuất hiện lần nữa. Ngay trước khi truyền tống, Thanh Dương lão ma ném ra một ngọn lửa, đốt cháy đèn xương thi thể. Hắc quang lóe lên, ba người biến mất. Một lát sau, chẳng biết từ lúc nào Hàn Lập đã lộ ra thân hình, cẩn thận thưởng thức tin tức nghe được khi nãy. Huyết thần đan, huyết sát phủ quân, đây rốt cuộc là nơi nào? Hàn Lập cau mày, nhớ lại cổ tịch mình đọc qua, đối với huyết thần đan hắn có chút ấn tượng, biết quá trình luyện chế thần đan này cực kỳ huyết tinh, đã sớm thất truyền. Mà đối với cái gì mà huyết sát phủ quân kia, hắn lại là một chút ấn tượng cũng không có. Nếu nơi đây thật sự có liên quan đến huyết sát phủ quân, chỉ sợ hiện tại chủ nhân đang ở trong La Sát quỷ phủ. Thanh âm ngân nguyệt từ đáy lòng Hàn Lập vang lên, làm tinh thần hắn rung lên. Ngân Nguyệt, ngươi nhớ ra cái gì rồi? Có biết đường ra của quỷ phủ này không? Trong đầu ta quả thật đã hiện lên mấy đoạn ngắn, quỷ phủ trước mắt tuy có chút khác biệt với ấn tượng của ta. Nhưng ta nhớ cả tòa quỷ phủ có ba vị phủ quân, theo thứ tự là thi khí, âm khí, huyết khí sinh ra. Thi khí hóa thành La Sát phủ quân, chấp trưởng Thi Sơn. Âm khí hóa thành Âm Sát phủ quân, chấp trưởng Minh Vực. Huyết khí hóa thành huyết sát phủ quân, chấp trưởng biển máu. Trong đó phủ quân là sát có thực lực mạnh nhất,
nơi đây cũng vì vậy mà có tên. Ngân Nguyệt trải vuốt lại ký ức hỗn loạn một phen, sau đó nói. Nói như vậy, hai nơi tuyệt địa khác trong miệng Thanh Dương lão ma chính là Minh Vực và Huyết Hải, mà huyết thần đan hẳn là giấu ở nơi nào đó trong huyết hải. Hàn Lập sờ cằm, thì thảo phân tích. Chúng ta ở đây làm ầm ĩ như vậy, La Sát phủ quân cũng không hiện thân, nghĩ đến không phải đã vẫn lạc, thì cũng bị những thượng cổ ma tu kia gắt gao phong ấn lại. Thanh Dương lão ma lưu lại ngọn đèn xương này, sợ là muốn hủy diệt lối vào đi thông Minh Vực, ta nhất định không thể để hắn thực hiện được. Dứt lời, Hàn Lập duỗi kiếm chỉ ra, đánh ra một đạo tịch tà thần lôi, muốn dập tắt đăng diễm, thuận tiện phá hủy luôn cả ngọn đèn. Thanh Dương ma hỏa gặp phải tịch tà thần lôi, lập tức không còn hung diễm, dễ dàng bị đánh tan. Mà thời điểm ngọn đèn bị nghiền nát, đại điện lại đột phát dị biến, phạn văn vốn chậm rãi lưu chuyển, đột nhiên sao động lên. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 405, Phủ quân La Sát. Ngay trước đó không lâu khi Hàn Lập phát sinh dị biến, sau khi Lạc Hồng diệt sát Phi Thiên Thi Vương, những Phi Thiên Thi còn lại đều tán loạn bỏ chạy. Mọi người không truy kích, sau đó cùng một chỗ gấp rút bỏ chạy về hướng Hắc Phong. Bởi vì vừa rồi cổ thực chú chết bất đắc kỳ tử, giờ phút này trong lòng Chân Lan tràn đầy nghi hoặc, chừng đôi mắt to sáng ngời đánh giá Lạc Hồng. Chú thuật cảnh giới của vị tiền bối này thật sự còn cao hơn cả Lam tỷ tỷ các nàng sao? Lạc Hồng tất nhiên chú ý tới Chân Lan khác thường, bất quá lúc này hắn đang hứng thú bay bên cạnh Diễm Tịnh, không rảnh quan tâm một tiểu cô nương. Đại sư, thần thông vừa rồi người sử dụng có chút bóng dáng của ngôn chú, nhưng trong đó lại ẩn chứa đại pháp lực. Hẳn là một thần thông kết hợp giữa chú thuật và pháp thuật, người có thể biểu diễn lại một lần không? Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, cười khổ không ngừng nói, Lạc thí chủ, lôi âm chú là bí mật bất truyền của lôi âm tông ta. Lạc thí chủ đã mang vài môn đại thần thông, không cần thiết vì thế mà chọc phải phiền toái. Lạc Hồng nghe ra ý tứ cảnh cáo của Diễm Tịnh, nhưng hắn cũng không bởi vậy lùi bước, ngược lại cười sang sảng nói. Bí ẩn không truyền ra Lạc mỗ cũng có một chút, ta đem định thân chú truyền cho đại sư như thế nào? Chúng ta giao dịch công bằng nha. Đương nhiên, nếu các ngươi không tìm hiểu thấu đáo thì không phải vấn đề của ta. Lạc thí chủ, chuyện liên quan đến truyền thừa của tông môn, bần tăng không có quyền quyết định. Nếu thí chủ thật sự có lòng hướng Phật, ngày khác liền tới Đại Tấn cầu lấy đi. Diễm Tịnh cười khổ lắc đầu, Phật môn truyền thừa là xâm nghiêm nhất, trừ phi Lạc Hồng chịu độn vào không môn, nếu không nhất định sẽ không đạt được ước muốn. Như vậy cũng được, Lạc mỗ không làm khó đại. Dư, Lạc Hồng nghĩ thầm, ta chỉ muốn làm rõ liên hệ giữa chú thuật và pháp thuật, có cơ hội, cần gì phải vì thế mà đi Đại Tấn một chuyến. Nếu không phải tình cờ gặp được, Lạc Hồng cũng sẽ không mở miệng thỉnh cầu. Mọi người phi độn không bao lâu, phía trước truyền đến một tiếng vang núi sông băng liệt, lập tức đại địa kịch liệt đung đưa. Trong lúc nhất thời vô số liệt cốc sụp đổ, thi sơn xa xa cũng sao động lên, vô số Phật ấn khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Có chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, đột nhiên vận độn thuật, hướng Hắc Phong tới gần. Hàm Sĩ Tuyền và Diễm Tịnh liếc nhau, cũng biết là phúc hay họa đều trốn không thoát, liền cũng tăng tốc đi theo. Không bao lâu, Lạc Hồng đã đi tới trong vòng 10 dặm của đỉnh núi đá màu đen, thần thức cảm ứng được có vật đang nhanh chóng vọt tới hắn. Kiểm tra xong, hắn lập tức dừng độn quang lại, duỗi hai ngón tay nhiếp một cái, một tấm truyền âm phù liền kẹp vào trong kiếm chỉ. Lạc sư huynh, đây là do Thanh Dương lão ma gây nên, Diễm Tịnh có lẽ có biện pháp dẹp yên loạn này, ta ở Minh Vực chờ ngươi. Gặp quỷ, Hàn lão ma chạy trước. Lạc đạo hữu, trong phù lục Hàn đạo hữu nói gì? Hàm Sĩ Tuyền có vẻ hơi kinh hoàng, dù sao động tĩnh hiện tại cũng quá lớn một chút. Đại sư, Hàn sư đệ ngươi nói ngươi sẽ có biện pháp. Bây giờ dị động rõ ràng chính là từ Hắc Phong kia dựng lên, ngươi có nhìn ra môn đạo gì không? Lạc Hồng không có đáp lại Hàm Sĩ Tuyền, vội vàng hướng Diễm Tịnh vấn. Cái này, cho dù Hàn thí chủ tín nhiệm bần tăng cũng không thể nghĩ ra biện pháp. Diễm Tịnh sừng sốt một cái chớp mắt, không thể hiểu được ý tứ Hàn Lập. Trời ạ, đây là quái vật gì? Đột nhiên, thanh âm kinh hãi cực độ của Hàm Sĩ Tuyền từ bên cạnh truyền đến. Lạc Hồng lập tức nhìn về phía ngọn núi đá đen, chỉ thấy cả ngọn núi đung đưa như sống lại. Hai đầu ngọn núi nhanh chóng bay lên, khu vực lõm ở giữa sụp đổ,
từ bên trong ngọn núi thẳng lên một cái đầu vô cùng to lớn. Lạc Hồng vô cùng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, ngọn núi cao hơn 300 trượng này, dĩ nhiên là một con thi quái biến thành. Hai ngọn núi kia, chẳng qua là bả vai của hắn. Thiên đạo đó, ta đây còn ở nhân giới sao? Lúc này, La Sát Phủ Quân vừa mới bị cưỡng ép tỉnh lại, mở ra cái miệng rộng đen nhánh giống như vực sâu đối với ba người. Lạc Hồng trong lòng nhất thời rùng mình, linh giác mang đến cảm giác nguy cơ, để cho hắn vội vàng tế ra hết thảy thủ đoạn có thể hộ thân. Sau một khắc, tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa từ trong miệng vực sâu của La Sát Phủ Quân phát ra, giống như sóng âm thực chất đánh xuyên qua một tầng vòng bảo hộ màu vàng, dư thế không kiệt ba người bao ở trong đó. Giống như bị một thanh trọng chùy nặng ức vạn cân đập trúng, vô quang thuẫn chính diện lập tức xuất hiện một mảnh vết dạn tinh mịn, chỉ treo chống chốc lát liền phá thành mảnh nhỏ. Quy giáp thuẫn dưới tiếng sóng trùng kích, không ngừng vỡ vụn, gây dựng lại, miễn cưỡng chống đỡ được. Tiếng gầm kéo dài mấy hơi thở, khi sóng âm lắng xuống, Lạc Hồng không khỏi phun ra một ngụm máu, vô quang thuẫn vỡ vụn không khỏi khiến hắn gặp phải một ít cắn trả. Diễm Tịnh bên kia nhìn kim ti cà sa đã thành mảnh vụn, mặt như giấy vàng, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. So với hai người, tình huống của Hàm Sĩ Tuyền sẽ thê thảm hơn nhiều. Một khắc sóng âm vọt tới kia, hắn mệnh bảo tàng kim thiềm nuốt mình vào, không ngờ uy lực sóng âm to lớn như thế, trong mấy tức đã chấn bảo tàng kim thiềm thành thịt nát. Hắn mặc dù tránh được sóng âm công kích, nhưng lại cuốn vào trong không gian cỡ nhỏ của tàng bảo kim thiềm, đưa tới không gian phong bạo cỡ nhỏ. Bất luận hình thức không gian phong bạo nào đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói đều có thể chí mạng. Lúc này, Hàm Sĩ Tuyền có thể chỉ là trọng thương, đã coi như là vận khí của hắn tốt. Trước khi hôn mê, Hàm Sĩ Tuyền gọi ra một con độc mãng ba màu nuốt hắn vào, lập tức chạy trốn về phía sau. Đại Kim Cương phục ma trận. Lạc thí chủ, bần tăng hiểu được ý tứ Hàn thí chủ, hộ pháp cho ta. Diễm Tịnh vừa thấy kim quang cháo vừa mới bay lên, chạy qua đông đảo Phạm Văn kia, liền hiểu chuyện mình cần làm. Chỉ dặn dò một câu, hắn ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa thi triển lôi âm chú. Thần thông nổi lên, Phật ấn phía trên thi sơn xa xa, liền nhao nhao hướng bầu trời bắn ra một cột sáng màu vàng. Nương theo trận trận thanh âm sấm rền, một Phật ấn phạm vi một dặm, liền từ đỉnh đầu La Sát Phủ Quân chậm rãi hạ xuống. Lập tức, La Sát Phủ Quân giống như bị núi lớn ngàn cân đè lên, thẳng lên đến một nửa thân thể không khỏi trầm xuống. Lập tức, hắn một tay chống xuống đất, một tay nâng lên Phật ấn đang ép xuống, hít vào lại gào thét, mục tiêu chính là lấy lôi âm chú khu động Diễm Tịnh trận pháp. Lạc Hồng sớm có chuẩn bị, đánh ra một đạo pháp quyết về phía quy giáp thuẫn, khiến cho nó dài đến hơn một trượng, bảo hộ hai người ở phía sau. Tiếp theo, kiếm chỉ một cái, một con hỏa nha màu đỏ đen bay ra, nhào vào trên quy giáp thuẫn, đốt lên linh diễm hừng hực. Có song trọng phòng hộ này, Lạc Hồng cuối cùng cũng bị tiếng gầm của Đại Kim Cương phục ma trận làm suy yếu cản lại. Công kích vừa rồi tới quá nhanh, Lạc Hồng nóng lòng ứng đối, còn chưa thấy rõ bộ dáng nghi là thi quái của phủ quân, lập tức liền thừa dịp đối phương công kích nhìn lại. Vì vậy, hắn kinh ngạc phát hiện, con thi quái khổng lồ đứng thẳng này ước chừng 400 trượng, chỉ có nửa thân thể. Nói cách khác, nếu đối phương hoàn chỉnh, thân cao chừng ngàn trượng, đây là quái vật bực nào? Nhưng chính là thi quái mạnh mẽ như vậy, cũng bị người chém thành nửa đoạn, thân thể các nơi phá toái lợi hại, còn để cho Lạc Hồng lầm tưởng là núi đá vỡ vụn. Theo Phật ấn khổng lồ ép xuống, thi khí trong cơ thể La Sát Phủ Quân không ngừng tràn ra từ trong vết dạn trên người. Cứ tiếp tục như vậy, tất sẽ khiến hắn ta càng ngày, càng yếu. Dường như nghĩ tới điểm này, thế công của La Sát Phủ Quân đột nhiên biến đổi, nghiêng đầu từ trên vai cắn xuống một khối huyết nhục lớn, sau đó mạnh mẽ phun về hướng Diễm Tịnh. Lúc này, trong tầm nhìn của Lạc Hồng, hình như có một ngọn núi nhỏ đang bay về phía hắn. Cảm nhận được phong áp to lớn kia, Lạc Hồng nhất thời không có ý nghĩ cứng rắn ngăn cản, càng không có ý nghĩ thử xem độ cứng của thân thể đối phương. Lập tức bắt lấy bả vai Diễm Tịnh, mang theo hắn liên tục thuấn di mấy cái tránh được một kích này. Sau một tiếng nổ lớn, thi thể rơi xuống đất, không biết rơi xuống bao sâu bao nhiêu. Nhưng Lạc Hồng sau đó mới biết, một kích này chỉ vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy, từ trong bụi mù lao ra một đoàn thi quái thân cao mấy trượng, khí tức chỉ yếu hơn một chút so với thân vệ phủ quân kia. Địa khôi, Lạc Hồng kinh hãi kêu lên tên của thi quái, vội vàng vươn tay phải ra, đánh ra thần quang chói mắt ngăn cản địch.
Nhưng địa khôi này không giống với ngân giáp thi cùng phi thiên thi, chính là thi quái cấp nguyên anh, ở ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, chẳng những lực lớn vô cùng, hơn nữa không sợ thủy hỏa, thập phần khó chơi. Lấy uy năng trước mắt của huyền âm chi nhãn, muốn diệt sát một con cũng cần dây dưa một lát, hôm nay thoáng cái toát ra gần trăm con, cũng không phải chỉ dựa vào huyền âm chi nhãn có thể xử lý. Cũng may, dọc đường đi Lạc Hồng đều chuẩn bị tình huống xấu nhất, một cỗ cường viện đã chạy đến. Chương 406, Lạc Thí Chủ, ngươi cùng Phật ta hữu duyên. Ngoài mấy chục dặm, sau khi ba người Lạc Hồng ra tốc chạy tới Hắc Phong, Chân Lan và Hàm Vân Chi liền bị rơi xuống. Chân đạo hữu, độn tốc của Bạch Hạc này khá nhanh, ta mang ngươi đồng hành. Vì muốn mau chóng đuổi kịp thúc phụ cùng Lạc đại ca, Hàm Vân Chi gọi ra một con Bạch Hạc thật lớn. Nhìn khí tức chính là ngũ cấp linh thú, hơn nữa lại là loài chim, độn tốc đã có thể so với tu sĩ kết đan hậu kỳ. Hừ, không cần đâu, ta tự có cách. Không thể so sánh với Nguyên Anh tiền bối thì cũng thôi đi, sao tu sĩ thiên nam có tu vi yếu hơn mình còn không bằng được. Chân Lan quyết đoán cự tuyệt Hàm Vân Chi, tháo một món trang sức màu bạc giống như lông cánh bên hông xuống, muốn thi pháp khu xử. Đối với việc này, Hàm Vân Chi cũng không tức giận, ngược lại nhìn bộ dạng xinh đẹp của đối phương, cảm thấy thập phần đáng yêu, không khỏi cười một tiếng. Sau một khắc, tiếng hô kinh thiên động địa từ đằng xa truyền đến, tiếng gầm phô thiên cái địa nhấc lên đại địa, tựa như cuồng long hướng hai người đánh thẳng tới. Không tốt! Hàm Vân Chi hô to một tiếng, lập tức thu linh thú Bạch Hạc vào trong túi linh thú, tế ra một giải lụa đỏ hộ thân. Nhưng bởi vì quá vội vàng, nàng không kịp truyền quá nhiều pháp lực vào trong hồng lăng. Đúng lúc nàng ta không thể không liều mạng vận may, một chút cát mịn màu bạc đột nhiên chắn trước người nàng ta. Hàm Vân Chi lập tức kịp phản ứng, đây là thủ đoạn của Chân Lan, pháp quyết trên tay. Nàng biến đổi, hồng lăng như linh xà thò ra, cuốn lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bên trái, lập tức kéo trở về. Trước một khắc tiếng gầm đánh thẳng tới, Chân Lan bị kéo vào trong quả cầu được bọc bằng lụa đỏ. A, à, ngươi làm cái gì vậy? Huyễn ngân xa đủ để bảo vệ chúng ta. Chân Lan ô ô hai tiếng, nhô đầu ra khỏi ngực Hàm Vân Chi, sắc mặt ửng đỏ nói. Nhưng nàng vừa dứt lời, quả cầu lụa đỏ chấn động mạnh một cái, hiển nhiên nếu chỉ trông cậy vào Huyễn ngân xa, hiện tại các nàng ít nhất cũng sẽ có kết cục trọng thương. Chân Lan ý thức được điểm này, lập tức ngậm miệng, lúng túng vùi đầu xuống. Cũng may, hai người bọn họ cách khá xa, uy lực của tiếng gầm khi đến nơi này đã phát tán yếu bớt rất nhiều, nếu không trong nháy mắt, tất nhiên đã bị chấn thành bọt máu. Ngươi nói sao? Đợi tiếng gầm qua đi, hai nữ nhân vội vàng nhìn về phương hướng Hắc Phong, chỉ thấy một kình thiên cự quái đang giãn ra hai tay. Nhưng rất nhanh một cái Phật ấn to lớn từ trên trời rơi xuống, chấn áp hắn xuống. Cự quái lập tức nổi giận, mở ra miệng lớn, làm bộ muốn giống. Hai nữ lập tức hiểu rõ tiếng gầm vừa rồi là chuyện gì, lúc này không chút nghĩ ngợi thối lui về phía sau. Pháp bảo của các nàng tuy rằng ngăn trở đến đây tiếng gầm, nhưng hao phí pháp lực cũng không ít, nếu là tới thêm vài lần, khẳng định là không chịu nổi. Nhưng mà, khi các nàng xoay người, thình lình nhìn thấy vô số ngân giáp thi đang cấp tốc bay tới các nàng. Thi khí mà bọn họ phát ra nối liền với nhau, tạo thành một làn sóng màu vàng do thi khí tạo thành. Nhị nữ nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, những ngân giáp thi này ít nhất cũng có 500, tuyệt không phải các nàng có thể chống lại. Sắc mặt Chân Lan trắng bệch, tay chân lạnh buốt, thoáng cái không còn ý niệm phản kháng, nguy hiểm thật không có trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Chân đạo hữu, đừng từ bỏ, nương theo tiếng gầm của cự quái, chúng ta còn có cơ hội xông ra một con đường sống. Mặc dù trong lòng Hàm Vân Chi cũng tuyệt vọng, nhưng ánh mắt nàng kiên nghị, vẫn muốn liều mạng một lần. Chân Lan bị nàng nói đến tinh thần chấn động, nặng nề gật đầu, sau đó điên cuồng đưa pháp lực vào trong Huyễn ngân xa. Rất nhanh, tiếng gầm phô thiên cái địa lại lần nữa đột kích, khi nhị nữ mượn pháp bảo đau khổ ngăn cản, ngân giáp thi cũng không dễ chịu. Bọn họ liên kết thi khí, bài xuất đội hình quân ngũ như phàm nhân, đón lấy tiếng gầm tiếp tục tiến về phía trước. Dù ngân giáp thi cũng bị ảnh hưởng lớn, nhưng so với người trong tưởng tượng của Hàm Vân Chi thì ngã ngựa đổ thì kém khá xa. Đang lúc nàng cảm thấy vô vọng đột phá vòng vây thì những ngân giáp thi này đều bỏ qua các nàng, hướng về phía cự quái mà bỏ chạy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cô gái không khỏi nghi hoặc. Bên cạnh Diễm Tịnh, Lạc Hồng tế ra ngũ hành kỳ, vội vàng bày ra điên đảo ngũ hành trận,
dùng để kéo dài thế công của nhóm Khôi Quần. Trong lòng bàn tay phải thỉnh thoảng bắn ra thần quang sắt mục, diệt sát. Địa khôi tới gần quá gần, nhưng số lượng địa khôi thật sự quá nhiều. Sau khi kéo dài một hồi, hắn dần dần có chút không bảo hộ được Diễm Tịnh. Cũng may, lúc này một đạo sóng chiều màu bạc bọc trong thi khí đánh tới, cùng địa khôi quần dây dưa cùng một chỗ. Mặc dù thực lực ngân giáp thi kém xa địa khôi, nhưng số lượng chiếm ưu thế rất lớn, 5-6 con cuốn lấy một con, trong thời gian ngắn không có bất cứ vấn đề gì. Những ngân giáp thi này đều là Lạc Hồng trên đường đi vụng trộm thu phục, vốn là tính toán dùng nó đối phó Hắc Phong gần đây. Có khả năng là đại quân thi quái, không nghĩ tới đối phó lại giống như Sơn Nhạc phủ quân. Sau khi giải quyết nguy cơ địa khôi, Lạc Hồng nhìn về phía Sơn Nhạc thi quái, chỉ thấy nó một mực giằng co với Phật Ấn. Thi khí trôi qua chưa hề dừng lại, chắc hẳn chỉ cần Diễm Tịnh kiên trì, mượn nhờ trận pháp trấn chết quái vật này, tuyệt đối không phải việc khó. Cũng không biết có phải bởi vì hắn bú một cái hay không, ý niệm trong đầu của hắn vừa mới nổi lên. Diễm Tịnh liền đột nhiên phun ra một búng máu, Phật Ấn trên đỉnh đầu của quái vật thi thể Sơn Nhạc lập tức có dấu hiệu bất ổn. Đại sư, người không sao chứ? Tên hòa thượng này lại đứng vững cho ta. Lạc Hồng trong lòng hoảng hốt, quét mắt nhìn về phía Diễm Tịnh, chỉ thấy khóe miệng nàng không ngừng chảy máu. Hiển nhiên là vừa rồi bị nội thương trong tiếng ồn, lại trải qua một phen toàn lực thi pháp, thương thế chuyển biến xấu, xem ra không chống đỡ được bao lâu nữa. Đang đợi Lạc Hồng suy nghĩ nhanh chóng quay ngược trở lại, lúc nghĩ biện pháp, Sơn Nhạc thi quái kia đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cũng không phải thi triển thần thông sóng âm gì. Chỉ thấy kình thiên cự tí chống đỡ Phật Ấn kia bỗng nhiên tăng vọt một vòng, nguyên bản thân thể rách tung tóe như núi lở rớt xuống huyết nhục rác chất. Sau một khắc, cự lực khó nói nên lời bộc phát, Phật Ấn to lớn trên đỉnh đầu bị đỉnh nó đẩy lên mãnh liệt. Sau khi tạm thời thoát khỏi Phật Ấn chấn áp, La Sát phủ quân cong lên cánh tay chống trời, vung quyền mãnh kích đại kim cương phục ma trận vây khốn hắn. Trên lồng ánh sáng màu vàng một mảnh gợn sóng to lớn nổi lên, toàn bộ đất núi thây rung núi chuyển, không ít thi sơn sụp đổ, lộ ra thi khối to lớn trong đó giống như hắc thạch. Một kích long trời lở đất này, Diễm Tịnh bị cắn trả, phun ra ba ngụm máu, cũng không còn cách nào duy trì lôi âm chú. Kể từ đó, Phật Ấn to lớn đang một lần nữa ép xuống, không chỉ có đình trệ lại, biên giới còn bắt đầu sụp đổ, một bộ tư thế sắp tiêu tán. Ha ha! Lần này lại chỉ có một con lừa chọc tới, nên bản phủ quân thoát khốn. Phủ quân La Sát cười to như sấm, dùng ngữ điệu thượng cổ nói, chết tiệt, còn phải do ta tới. Lạc Hồng buồn bực thầm mắng một tiếng, lúc này ngồi xếp bằng xuống, học bộ dáng Diễm Tịnh nhắm mắt niệm chú. Cái này cũng không thể nói hắn học trộm, người ta đưa lên hắn không cẩn thận nhìn một cái, cũng là chuyện không có. Biện pháp, bên kia, Diễm Tịnh dùng mấy viên đan dược, trên người ổn định thương thế một chút, sau đó nhìn thấy Lạc Hồng thi triển lôi âm chú. Cũng không có tức giận đối phương học trộm, dù sao tình huống bây giờ đặc thù, nhưng thần sắc vẫn biến đổi nói, Lạc thí chủ. Lôi âm chú cần Phật Pháp trụ cột mới có thể phát huy uy lực, ngươi như vậy chấn không được cự thi, chỉ có thể gặp phản phệ a. Nhưng mà, Lạc Hồng đã tiến vào trạng thái không có gì, không có ta, tất cả quấy nhiễu ở ngoại giới đều không ảnh hưởng được hắn. Tự nhiên cũng không nghe được lời nhắc nhở của Diễm Tịnh. Ai, đây là chức trách của Bần Tăng, làm sao có thể để Lạc thí chủ gặp nạn? Phật ta từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Diễm Tịnh thần sắc ngưng trọng lẩm bẩm, trong mắt đã lộ ra từ ý. Nhưng mà, đang lúc Diễm Tịnh muốn liều mạng, hắn khiếp sợ trông thấy. Bệ đá dưới thân cự thi lật ra từng mảnh cánh sen, dần dần tạo thành một đóa hỏa liên màu đỏ to lớn vô cùng, chậm rãi bao tới hướng cự thi. Cùng lúc đó, vô số đạo nhân vang lên trong lòng Diễm Tịnh, sau khi hợp thành một mảnh thì có vẻ cực kỳ hùng vĩ. Những âm thanh này đều đang hô to một câu, Thái Thượng Hồng Quân, nhiếp lệnh diệt địch. Bị hồng liên to lớn bao bọc, tốc độ thi khí sói mòn trong cơ thể La Sát phủ quân bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, vì vậy khí tức của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được yếu đi. Không, sao có thể có nhiều nguyện lực của chúng sinh như vậy? Phủ quân La Sát phát ra tiếng giống giận cực kỳ không cam lòng, nhưng mặc cho nó dãy dụa trong hồng liên như thế nào, cũng không ngăn cản được lực lượng của bản thân sói mòn. Con lừa chọc, chỉ cần thi sơn bất diệt, bản phủ quân cuối cùng sẽ có một ngày tỉnh lại, đến lúc đó chắc chắn trên dưới Lôi Âm Tông ngươi đều đổ diệt. Cuối cùng sau khi nói một câu tàn nhẫn, thân thể khổng lồ của La Sát phủ quân lại nằm sấp xuống, khôi phục bộ dáng của song đầu Thạch Phong.
Sau đó, hồng liên ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm sáng biến mất, âm thanh trong lòng Diễm Tịnh cũng tan đi. Lúc này, miệng Lạc Hồng khép lại, chậm rãi mở mắt ra, sau khi nhìn thấy cự thi núi cao lại biến thành núi cao, nặng nề thở ra một hơi. Cũng may pháp trận do Phật tu thượng cổ lưu lại có thể chống đỡ, bằng không lúc này thật sự sẽ gặp nạn. Lạc Hồng không nhìn thấy hồng liên, càng không nghe thấy lời La Sát phủ quân nói, còn tưởng rằng sau khi mình thi triển lôi âm chú là kích phát Phật ấn to lớn giống như Diễm Tịnh, cuối cùng trấn áp đối phương. Theo La Sát phủ quân quay về yên lặng, phần đông địa khôi hắn gọi ra cũng một lần nữa biến thành thi khối. Vẫn tiếp tục chiến đấu với ngân giáp thi, tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ còn lại có 2 thành. Nhưng mặc dù như thế, tổng số ngân giáp thi cũng còn hơn 100. Những ngân giáp thi này mang ra ngoài, tự nhiên có thể làm cho Hoàng Phong Cốc trở thành bá chủ Bắc Lương Quốc, nhưng một là Lạc Hồng không có nhiều túi linh thú như vậy, đem bọn họ đều thu hồi, hai là cho dù đều mang về, Hoàng Phong Cốc cũng nuôi không nổi, căn bản không cách nào cung cấp nhiều thi khí như vậy. Cho nên, Lạc Hồng chỉ lấy ra chừng 10 cái bỏ vào trong túi, còn lại thì vung tay lên, tất cả đều phóng sinh. Lạc Hồng cũng không có ý định đem ngân giáp thi mà thu hồi lại, mà là sau khi trở về sẽ đem tặng cho một đám kết đan trưởng lão của Hoàng Phong Cốc, tận lực bảo trụ tính mạng cho bọn họ trong đại chiến. Ách, Diễm Tịnh đại sư, ngươi nhìn Lạc Mỗ làm gì? Tuy Lạc Mỗ học lôi âm chú của Quý Tông, nhưng đó cũng là chuyện gấp tòng quyền, cũng không phải là cố ý. Lạc Hồng vừa quay đầu lại liền thấy Diễm Tịnh vẻ mặt cổ quái nhìn mình, không khỏi sờ lên cái mũi, hơi có vẻ lúng túng nói. Lạc thí chủ không cần để ý, chỉ là học lôi âm chú học liền học, thí chủ rất túc tuệ, có duyên với Phật ta, ngày khác trốn vào không môn, mong rằng lôi âm tông ta tu hành. Diễm Tịnh chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười, vô cùng khách khí nói. Hòa thượng này bị làm sao vậy? Vì sao thái độ đột nhiên chuyển biến 180 độ? Chẳng lẽ Phật tông của phàm nhân cũng đang cưỡng ép kéo người nhập bọn, ta đã bị hắn theo dõi? Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến bộ dáng mình biến thành đầu chọc, trong lòng sinh ra một trận ác hàn, vội vàng cười nói, đại sư chớ nói đùa, Lạc Mỗ là người có đạo lữ, làm sao lại trốn vào không môn? Lạc thí chủ có duyên với Phật ta, lúc này chỉ là thời cơ chưa tới, thời cơ vừa đến thí chủ tự sẽ nghĩ thông suốt. Bệnh cũ của Diễm Tịnh lại tái phát, lại bắt đầu bị mờ ám. Có duyên con nít. Lạc Hồng nhất thời vẻ mặt cổ quái lên, không để ý tới hòa thượng này nữa, dương mắt nhìn về phía phủ quân hóa thành song đầu thạch phong. Hàn lão ma biến mất ở nơi này, chứng minh nơi đây có cửa vào minh vực. Dùng thần thức dò xét trong chốc lát, Lạc Hồng liền phát hiện một tòa đại điện hoàng kim, xem vị trí hẳn là xây ở trên cổ của thi thể khổng lồ. Hắn đang định đứng dậy đi tới, lại có phát hiện mới, chỉ thấy chỗ trống giữa hai ngọn núi kia có một viên đan dược đang phân ra. Sau một lát, một viên đan dược màu vàng sáng lớn chừng nắm tay trẻ con thình lình xuất hiện. Lạc Hồng lúc này thúc giục pháp lực hút một cái, nắm trong tay, nhất thời một cỗ mùi đàn hương nồng đậm đập vào mặt. Mùi thơm này ngoại hình, chẳng lẽ là thi thần hoàn? Lạc Hồng có chút không xác định lẩm bẩm. Thi thần hoàn này chính là vật tuyệt hảo dùng để tu luyện pháp tướng. Có vài loại linh tài mà Lạc Hồng còn thiếu, nó cũng không cần nữa. Lạc thí chủ cơ duyên thật thâm hậu, đây là xá lợi thi thể vạn năm khó gặp, chính là bảo vật đỉnh cấp tu luyện pháp tướng thần thông Phật môn. Diễm Tịnh thấy rõ hình dáng của viên đan dược, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, bảo vật bực này ở trong lịch sử của Lôi Âm Tông cũng chỉ xuất hiện một lần, nghĩ đến cũng là bởi vậy mà có được. Đúng là trọng bảo Phật môn bậc này, kiếm lời rồi, ta không hổ là người có duyên với Phật. Lạc Hồng lộ ra vẻ mừng như điên, thi thể xá lợi là tồn tại cao hơn một tầng so với thi thần hoàn, phương án pháp tướng này không có sơ hở tí nào. Khụ khụ, đại sư này, vật này chỉ có một viên, cũng không dễ chia lắm. Hưng phấn qua đi, Lạc Hồng nghĩ tới một vấn đề hiện thực, ánh mắt chớp động nói. Nếu không phải Lạc thí chủ ra tay, bần tăng chỉ sợ đã gặp độc thủ, thi thể này xá lợi phù hợp tất cả thuộc hạ của Lạc thí chủ. Ánh mắt Diễm Tịnh trong suốt, hơi khom người nói. Không nghĩ tới hòa thượng này tâm cảnh cao như thế, lúc trước ta thật đúng là xem thường hắn. Lạc Hồng mặt mang theo vẻ xấu hổ, trong lòng có chút kính nể nghĩ đến. Đương nhiên, kính nể thì kính nể, thi thể xá lợi tuyệt đối không thể nhường ra. Sau đó, Diễm Tịnh bởi vì cần chữa thương, liền tìm một chỗ bằng phẳng nhắm mắt đả tọa, mà Lạc Hồng thì quay lại tìm hàm sĩ Tuyền Lạc Lạc, cùng với hai nữ hàm Vân Chi bị bỏ lại phía sau.
Kết quả, mới phi độn không bao lâu, hắn liền đụng phải Hàm Vân Chi cùng Chân Lan, hỏi thăm mới biết Hàm Sĩ Tuyền bởi vì thương thế quá nặng, đã dùng bí pháp đem chính mình phong ấn, trước mắt đang ở trong túi linh thú của Hàm Vân Chi. Theo lẽ thường, với thân thể yếu ớt của tu tiên giả, tiến vào túi linh thú chính là tự tìm đường chết. Nhưng Hàm Sĩ Tuyền lại núp ở trong bụng của độc mãng ba màu, cho nên trong thời gian ngắn có thể bảo vệ được. Nhưng nếu bọn họ một hai tháng còn không ra được, vậy hắn cũng không kiên trì nổi. Vậy thì không còn một cái rồi, Hàn lão ma bắt đầu rồi. Lạc Hồng càng cảm thấy con đường phía trước hung hiểm, yên lặng oán thầm một câu. Sau đó nửa ngày, bốn người nghỉ ngơi và hồi phục, tập trung tại Hoàng Kim Đại Điện, ánh mắt tập trung vào đầm nước đen kịt trong điện. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 407, Ác Quỷ Tóc Xanh. Trong điện trống rỗng, chỉ có Hắc Đàm này là khả nghi nhất, nghĩ đến sư đệ ta chính là thông qua cái đầm này, đi tới cái gọi là minh vực kia. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Tiếp theo, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diễm Tịnh, hỏi, đại sư, nơi đây đã có phủ quân, lại có minh vực, ngươi có thể nghĩ tới điều gì? Nếu như Bần Tăng đoán không lầm, nơi đây bởi vì là La Sát quỷ phủ trong truyền thuyết, mà vừa rồi Lạc thí chủ mới trấn áp, chính là quỷ phủ chi chủ, La Sát phủ quân. Diễm Tịnh mặt hơi trầm xuống nói, vừa rồi chính là quỷ phủ chi chủ. Lạc Hồng hơi kinh ngạc, phó bản này không nói võ đức, đi lên chính là boss cuối cùng, lập tức ánh mắt hắn sáng lên nói như vậy, thông qua đàm này là chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Hàm Vân Chi và Chân Lan nghe vậy, đều lộ ra nụ cười kích động. La Sát quỷ phủ này đối với các nàng mà nói thực sự, quá mức hung hiểm, không có đám người Lạc Hồng bảo vệ, đó là nửa bước khó đi. Nhưng mà lúc này Diễm Tịnh chậm rãi lắc đầu, cho các nàng một chậu nước lạnh. Không có đơn giản như vậy, La Sát quỷ phủ này ngoại trừ La Sát phủ quân ra, còn có hai vị phủ quân khác, theo thứ tự là Âm Sát phủ quân và Huyết Sát phủ quân. Trải qua chiến dịch vừa rồi, Bần Tăng đã hiểu rõ dụng ý tiền bối Phật Tông lưu lại Phật gia thú. Hai vị phủ quân khác, tất nhiên cũng giống như La Sát phủ quân, chỉ là bị Phật môn cấm chế trấn phong, không có triệt để diệt sát. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lực lượng của bọn họ sẽ dần dần khôi phục, lúc này mới lưu lại Phật họa tiến vào nơi đây, để cho hậu nhân tiến vào nơi đây, mượn nhờ đại trận phục ma. Chỉ tiếc, lần sắp xếp này đã bị hậu nhân quên lãng trong thời gian xa xôi. Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là phỏng đoán như vậy. Vì sao những tiền bối này phải làm điều thừa, nhìn thương thế của La Sát phủ quân, bọn họ rõ ràng có thể hoàn toàn giết chết. Đối với tu sĩ đại thần thông thượng cổ, núi đá bên ngoài không thể không xử lý được, vì sao nhất định phải lưu lại mầm họa này? Chân Lan vểnh môi lên, có chút tức giận phàn nàn nói. Ngã Phật từ bi, tiền bối cao nhân làm như vậy, tất nhiên là có thâm ý của nó, chúng ta không nên phỏng đoán bừa bãi. Diễm Tịnh khẽ thở dài, hắn cũng không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Lạc Hồng lúc này lại bị hai người cho thức tỉnh, thượng cổ tu sĩ nhất định phải lưu lại hung địa này. Hơn phân nửa nơi đây tồn tại ở Thiên Nam, hẳn là có quan hệ cùng siêu cấp đại trận trong vô biên hải. Trận pháp này phong ấn ma khí vô biên thời thượng cổ chảy vào nhân giới, khiến cho một vùng biển vô biên vô cùng tĩnh mịch. Linh khí hoàn toàn không có, cũng chỉ có sự tình khẩn yếu như vậy, có thể ép tu sĩ cổ xưa phải nhượng bộ. Nghĩ nhiều vô ích, bây giờ chúng ta chỉ có thể chiếu theo sắp xếp của cổ tu, hy vọng hai vị phủ quân phía sau sẽ dễ đối phó hơn một chút. Nghĩ đến xương khó gặm nhất đều giải quyết xong, lòng tin của Lạc Hồng không khỏi tăng vọt. Sau đó, bốn người thoáng nghiên cứu một phen, liền tìm hiểu ra phương pháp mở ra thông đạo. Hắc quang lóe lên, Diễm Tịnh cùng Chân Lan lúc trước biến mất, sau đó Lạc Hồng lấy ra tấm Phật họa của hắn, mang theo Hàm Vân Chi cũng truyền tống đi. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Lạc Hồng liền đi tới một địa giới tràn ngập âm khí màu đen. Bầu trời nơi đây mây đen dày đặc, mặt đất lại trắng bệch một mảnh, âm hồn bên tai gào thét từng trận, lộ ra âm trầm vô cùng, gọi là minh vực cũng thỏa đáng. Lạc đại ca, sao không thấy Diễm Tịnh đại sư cùng Chân cô nương? Hàm Vân Chi sau khi nhìn một vòng, không thấy thân ảnh hai người, nghi ngờ hỏi. Hẳn là truyền tống đến nơi không xa, để cho ta bay lên tìm xem. Dựa theo dụng ý của cổ tu, tất nhiên sẽ không truyền tống tùy cơ, để cho tu sĩ tiến vào. Quỷ phủ phân tán,
cho nên Lạc Hồng suy đoán hai người Diễm Tịnh ở cách đó không xa. Vừa bay lên mấy trượng, Lạc Hồng liền cảm giác có một cỗ cấm chế chi lực đè xuống, ngăn cản hắn tiếp tục bay lên không. Nơi này lại có cấm chế cấm không? Lạc Hồng không dùng đầu sắt cứng rắn đỉnh cấm chế, sau khi hạ xuống đất, triệu hồi ra một ngân giáp thi, để nó cách xa hai người trăm trượng, lại mạnh mẽ bỏ chạy lên không trung. Kết quả, ngân giáp thi còn chưa bay lên 10 trượng, trên không trung đã có một đạo lôi đình đen kịt đánh xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ngân giáp thi có thể ngạnh kháng thanh trúc phong vân kiếm liền biến thành cho bụi. Âm lôi thật lợi hại, Lạc đại ca ngươi có nhận biết? Hàm Vân Chi lập tức bị dọa cho hoảng sợ, không dám tiếp tục lơ lửng nửa thước, ngoan ngoãn hạ xuống đất. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, không có trả lời. Thần thông thiên hạ này nhiều lắm, sao hắn có thể nhận ra được, nhưng loại thần thông thượng cổ này xưa nay cực kỳ lợi hại. Tuy hắn có Tử Tiêu thần lôi có thể tránh được sấm sét, nhưng cũng không muốn nếm thử tư vị của âm lôi này. Nếu đã không thể lơ lửng, vậy thì dùng thiên nhãn thông tìm người. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đem pháp lực tụ vào hai mắt, nhất thời kim quang hiện lên, ánh mắt phá vỡ tầng tầng âm khí che chắn, tìm tòi trong chốc lát, liền phát hiện tung tích hai người Diễm Tịnh. Đúng như Lạc Hồng dự đoán, bọn họ đang ở cách đó không xa, nhưng lại rơi vào phiền toái, đang bị một đám quỷ vật công kích. Theo lý thuyết, lấy Diễm Tịnh bản thân, chỉ là quỷ vật, hắn tiện tay liền có thể độ hóa, nhưng Lạc Hồng lại thấy nó rơi xuống hạ phong. Không nói nhiều lời, Lạc Hồng thu thần thông, vòng lên eo Hàm Vân Chi, hướng chỗ xảy ra chuyện bỏ chạy. Đại sư, những thứ quỷ vật này là gì vậy? Vì sao ngay cả ta cũng không đối phó được? Chân Lan ngơ ngác nhìn bình nhỏ đã bay lên không trung, trên mặt mang theo hoảng sợ nói. Diễm Tịnh lúc này đang thi pháp duy trì một chuông lớn kim quang, bảo vệ mình và Chân Lan. Mà bên ngoài kim trung là một bầy ác quỷ màu xanh lục, chúng nó điên cuồng huy động quỷ chảo công kích kim trung, đánh cho rung động không thôi. Tình huống khẩn trương như thế, Diễm Tịnh hiển nhiên không dành trả lời Chân Lan, tế ra một thanh minh vương sử hướng một quỷ vật bên ngoài kim trung ném tới. Quỷ vật kia lại không sợ minh vương sử phát ra Phật quang chút nào, duỗi ra song trưởng muốn bắt lấy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, móng phải của con quỷ vật này bị đập nát bét, chân trái cũng vặn vẹo thành một độ cong đáng sợ, nhưng cũng thành công bắt được minh vương sử vào trong tay. Lúc này, ánh mắt ác quỷ tóc xanh áo lục lộ ra vẻ trêu tức, há miệng phun ra âm khí đen kịt như mực về phía minh vương sử, đúng là muốn dùng âm khí hủy pháp bảo Phật môn này. Diễm Tịnh lập tức biến sắc, đây chính là pháp bảo bản mệnh của hắn, nếu thật sự bị âm khí làm bẩn, hắn sẽ gặp nạn. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi, một kích đại thủ ấn, đánh ra, đánh vào ngực quỷ, trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Nhưng mà, đối phương chỉ cười khăng khạc quái dị, âm khí bốn phía vọt lên, thương thế bị thương nhanh chóng khép lại. Hơn nữa những ác quỷ còn lại bắt lấy cơ hội Diễm Tịnh oanh ra đại thủ ấn, một vòng mãnh liệt đánh xuống, làm cho kim trung xuất hiện rất nhiều vết rạn. Ngay thời khắc nguy cấp này, một đạo hắc quang từ xa phóng tới, bao phủ ba con ác quỷ màu xanh vào trong. Những ác quỷ tóc xanh này vừa bị bao lại, lập tức liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như thực chất trong thân thể sáng lên một quang điểm màu trắng. Nhưng mà, bọn họ kêu thảm, âm khí trong cơ thể cũng không ngừng bị huyền âm chi nhãn hút lấy thôn phệ, nhưng lại không mất đi năng lực hành động, lúc này liền chạy ra khỏi phạm vi của sất mục thần quang. Chân Lan nhìn về phía phát ra thần quang của sất mục, thấy Lạc Hồng và Hàm Vân Chi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sống sót sau tai nạn. Lạc thí chủ cẩn thận, trong cơ thể những quỷ vật này đều có huyền âm quỷ khí, thần thông pháp bảo khắc chế quỷ vật bình thường, không có tác dụng với bọn chúng. Cường Viện chạy tới, trong lòng Diễm Tịnh cũng vui vẻ, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, huyền âm quỷ khí. Khó trách Diễm Tịnh Phật Tông tu sĩ này lại cố hết sức đối phó quỷ vật chỉ là kết đan hậu kỳ. Bất quá, huyền âm quỷ khí mặc dù lợi hại, nhưng sất mục thần quang cũng không phải ăn chay, ba con lục phát ác quỷ chạy ra khỏi phạm vi hắc quang phảng phất hư thoát, khí tức thoáng cái yếu đi nửa đoạn. Chỉ cần bị trục một chút, hoặc uy lực của huyền âm nhãn tăng thêm một tầng sẽ bị diệt sát. Dường như đã nhận ra sự uy hiếp của Lạc Hồng, những ác quỷ tóc xanh còn lại lập tức thay đổi mục tiêu công kích, đánh về phía hắn. Lạc Hồng giơ kiếm chỉ, muốn thi triển chú thuật, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại chú ý. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, lấy tốc độ mắt thường khó thấy vọt tới trước mặt một con ác quỷ tóc xanh, nắm tay phải mãnh liệt đánh lên trên,
đánh trúng ngực bụng ác quỷ tóc xanh này. Sau một khắc, quyền kinh khổng lồ bộc phát, trong nháy mắt đem ác quỷ tóc xanh này chấn thành mảnh vụn. Tiếp theo, hắn biến quyền thành trưởng, thôi động huyền âm chi nhãn, thôn phệ hết thân thể quỷ vật bị nghiền nát và huyền âm quỷ khí trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, trực tiếp khiến cho Lạc Hồng đang muốn nhắc nhở, những ngọn lửa màu xanh phát ác quỷ lực này lớn vô cùng, tắt thở. Có thể dùng nắm đấm giải quyết, đó đối với Lạc Hồng mà nói, đều không phải là vấn đề. Sau khi diệt một con ác quỷ tóc xanh, hắn điểm chân một cái, thân hình giống như quỷ mị giết tới gần con ác quỷ tóc xanh còn lại. Lần này, Lạc Hồng đánh ra quyền phải, nhưng chưa đánh trúng vật thật, nắm đấm trực tiếp xuyên vào trong cơ thể ác quỷ tóc xanh. Chuyển hóa hư thực là thần thông mà quỷ vật cấp cao đều có, Lạc Hồng không sợ hãi chút nào đối với chuyện này. Ác quỷ tóc xanh kia lại cho rằng bắt được sơ hở của Lạc Hồng, lớn tiếng cười quái dị vung chảo đánh tới thiên linh cái của Lạc Hồng. Trong lúc nguy cấp, khóe miệng Lạc Hồng hơi cong lên, năm ngón tay mở rộng, kích phát ra uy năng của huyền âm chi nhãn. Lập tức, một cỗ hấp lực cực lớn bộc phát trong cơ thể ác quỷ tóc xanh. Trong chốc lát, ác quỷ tóc xanh cao chừng hơn một trượng giống như bị cuốn vào trong vòng xoáy, bị huyền âm chi nhãn toàn bộ thôn phệ. Hừ, thật là ngu xuẩn. Lạc Hồng thiếu chút nữa bị con ác quỷ tóc xanh tự cho là thông minh này chọc cười, ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền lại khóa chặt một con khác. Cứ như vậy, tư thái của Lạc Hồng đã so với ác quỷ còn ác quỷ hơn, diệt sát hơn phân nửa ác quỷ tóc xanh. Làm khí tức của huyền âm chi nhãn rõ ràng tăng lên một đoạn, bất quá khoảng cách tăng lên linh cấp còn kém xa. Mà những ác quỷ tóc xanh này rõ ràng là có được linh trí, biết e ngại vật gì, cho nên mắt thấy không cách nào chiến thắng Lạc Hồng, vô cùng quyết đoán phân tán chạy trốn. Lạc Hồng diệt mấy con xong, liền không có đuổi theo, trở về hội với ba người. Lạc thí chủ, không ngờ ngươi ở trên con đường luyện thể, cũng có cảnh giới cao như vậy, không hổ là người hữu duyên với Phật ta, bần tăng bội phục. Diễm Tịnh chắp hai tay trước ngực, có chút giật mình, nhưng cũng có chút đương nhiên nói. Khá lắm, hóa ra tất cả năng lực của ta đều là vì có duyên với Phật thôi. Lạc Hồng oán thầm một câu, chợt nhớ tới một vấn đề cảm thấy hứng thú, vì thế dò hỏi, đại sư cũng biết cách phân chia cảnh giới của luyện thể chi đạo. Lạc Mỗ mặc dù tu luyện công pháp luyện thể, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 408, Nữ quỷ áo đỏ. Lạc thí chủ lần này hỏi bần tăng, luyện thể chi đạo tuy bác đại tinh thâm, nhưng khó tăng thọ nguyên. Từ xưa đến nay tu luyện giả cũng không nhiều, ngược lại không lưu truyền tới nay cảnh giới phân chia rõ ràng gì. Tuy nhiên, Phật môn ta có thói quen gọi luyện thể sĩ có được vạn cân lực là hộ pháp La Hán, lấy vạn cân làm ngưỡng cửa, vạch ra La Hán cảnh. Nếu có sức mạnh 10 vạn cân, con báo săn tê hổ đã là bình thường, coi như là phục hổ cảnh. Nếu có đại cơ duyên, được 100 vạn cân chi lực, liền có thể vào biển Hàng Long, là vì Hàng Long cảnh. Diễm Tịnh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, chỉ ba cảnh giới này. Lạc Hồng không hài lòng hỏi lại, không sai, bần tăng biết chỉ có tam cảnh này. Diễm Tịnh khẽ gật đầu nói, được rồi, đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc cho Lạc Mỗ. Lạc Hồng thuận miệng đáp tạ một câu, trong lòng đối với đáp án Diễm Tịnh đưa ra lại rất không hài lòng. Chỉ lấy lực lượng phân chia cảnh giới nhục thân thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, cần phải là luyện khí, trúc cơ phân chia có ý nghĩa chỉ đạo đối với tu luyện mới có thể xưng là cảnh giới. Lạc Hồng luyện thể đến bây giờ, thật ra vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, đơn thuần là chiếu theo công pháp tu luyện, cũng không đụng phải bình cảnh gì, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi mình có phải còn ở đệ nhất cảnh hay không. Nếu thật sự là như thế, khởi điểm của luyện thể chi đạo thật đúng là cao đến khó có thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng sẽ được dẫn dắt từ Diễm Tịnh, không nghĩ tới loại luyện thể sĩ như Phật Tông lại tương đối mới, phân chia cảnh giới nhục thân như vậy. Xem ra, phương diện này vẫn phải dựa vào chính mình. Lạc Hồng có điều hiểu ra, liền vứt bỏ ý niệm này, để lực chú ý trở lại lập tức. Khác với núi Thây, minh vực này có thể nói là vùng đất bằng phẳng, địa thế một chút chập trùng cũng không có, căn bản không có mục tiêu gì để người tiến lên. Bởi vì cấm chế, lại không thể bay lên trời cao điều tra, mọi người liền mê mang. Diễm Tịnh đại sư, nơi đây hẳn là cũng có pháp trận cấm chế của Phật môn các ngươi, ngươi có biện pháp làm cho nó hiện hình hay không? Lạc Mỗ có lẽ mượn đó suy diễn ra vị trí của mắt trận. Lạc Hồng suy tư một lát, cảm thấy việc này còn phải dựa vào Diễm Tịnh, nếu không thì tìm khắp nơi,
sợ là một tháng cũng không tìm được nơi phong ấn. Bần tăng lại thử xem. Diễm Tịnh cũng hiểu được biện pháp duy nhất trước mắt, liền muốn thi triển vài loại bí thuật đặc thù của Phật môn thử một phen. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ ôn nhu quyến rũ sâu kín truyền đến, ha ha, đại sư muốn thử cái gì, không bằng cùng tiểu nữ tử đến Xuân Tiêu một lần nha. Thanh âm của đối phương rất là êm tai, nhưng Diễm Tịnh lúc này lại giống như rơi vào hầm băng, trong lòng chợt lạnh, chỉ vì tiếng cười kia vang lên. Gã liền không có cảm ứng đối với pháp lực của bản thân, cũng có một đoàn dục hỏa ngăn chặn không được từ tiểu phúc dâng lên. Diễm Tịnh đã như vậy, tu vi của Hàm Vân Chi và Chân Lan chỉ có kết đan kỳ thì càng không chịu nổi. Chỉ thấy hai gò má hai nàng nhanh chóng phiếm hồng, hai mắt mê ly tựa vào nhau. Hừ, nữ quỷ phương nào, đi ra cho Lạc Mỗ. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn quét bốn phía đồng thời tức giận nói. Tiếng hừ lạnh của Lạc Hồng không lớn, nhưng truyền đến trong tai Diễm Tịnh và hai nữ tử lại rõ ràng dị thường. Theo một cảm giác đau đớn trong nguyên thần đánh tới, ba người đều tỉnh lại, lại có thể cảm ứng được pháp lực của bản thân. Diễm Tịnh nhìn như bình tĩnh nói một tiếng Phật hiệu, nhưng pháp lực trong cơ thể tuôn ra, biểu lộ cơn sóng dữ trong lòng hắn lúc này. Hàm Vân Chi và Chân Lan bối rối buông đối phương ra, hai gò má lại đỏ hơn vừa rồi ba phần. Sau khi thi triển thiên nhãn thông tìm kiếm một phen, Lạc Hồng thành công nhìn thấu thần thông ẩn nấp của nữ quỷ. Nữ quỷ này trôi nổi ở tầng trời thấp cách đám người 10 trượng, khuôn mặt xinh đẹp, đang mặc một bộ áo bào đỏ thẫm. Mà ở phía xa, ác quỷ tóc xanh mới vừa rồi hoảng sợ bỏ chạy, tụ tập càng nhiều ác quỷ, một lần nữa giết trở về. Lạc Hồng lập tức hiểu được, nữ quỷ áo đỏ này cũng là vì vậy mà tới. Hay lắm, ngươi có còn là quỷ ma ma của những ma quỷ tóc xanh này, hay sao? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng không có bất kỳ dấu hiệu nào mà ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy, hắn bỗng tế ra ngũ hành kỳ, pháp lực thúc dục, đánh ra 10 viên ngũ hành thần lôi lớn chừng quả đấm. Lập tức cong ngón búng ra, bắn chấn hải châu ra, giấu ở sau ngũ hành thần lôi. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Hồng đã đánh ra 3 đợt thế công. Ngũ hành thần lôi trận tuy thanh thế to lớn, nhưng chỉ là đánh nghi binh, chủ yếu dùng để tiêu hao thần thông hộ thân của đối phương. Sau đó chấn hải châu, cùng với hắc ô chân viêm giấu ở trong đó, mới là sát chiêu. Lạc Hồng vốn định dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ nữ quỷ áo đỏ, sau đó ra tay giết chết ác quỷ tóc xanh không còn, nhưng sự lợi hại của nữ quỷ áo đỏ lại ngoài dự liệu của hắn. Hồng y nữ quỷ bị Lạc Hồng khám phá thân hình cũng không có chút nào kinh hãi, lúc này lấy một hóa bốn, dùng bốn hóa tám, phảng phất vô cùng vô tận phân ra vô số phân thân. Ngũ hành thần lôi ầm ầm nổ tung, hóa thành hơn 10 quả cầu sét cuồng bạo, nhưng chỉ quét sạch một phần nhỏ phân thân nữ quỷ. Lạc Hồng thấy thế, pháp quyết trên tay biến đổi, chấn hải châu bỗng nhiên bạo liệt ra, 108 khỏa dịch thể màu đen bắn ra bốn phương tám hướng. Nhất thời, một mảng lớn phân thân của hồng y nữ quỷ bị đánh thành tổ ong vò vẽ, hình thể uốn éo biến mất vô tung. Nhưng phân thân mới vẫn còn xuất hiện, hiển nhiên Lạc Hồng cũng không có phá thần thông của đối phương. Sắc mặt Lạc Hồng trầm xuống, cảm thấy nữ quỷ này không đơn giản, pháp lực tuôn trào xuống quạ đen màu đỏ thẫm từ hạch tâm chấn hải châu độn ra, xoay người một cái liền hóa thành một vòng xoáy linh diễm. Lực hút bộc phát, cho dù là thân thể hư hóa của hồng y nữ quỷ cũng bị ảnh hưởng rất lớn, vô số phân thân bị hút vào vòng xoáy linh diễm, thét chói tai bị đốt cháy sạch sẽ. Do đó, tốc độ Lạc Hồng giết chết phân thân nữ quỷ mới vượt qua tốc độ phân hóa của nàng. Tựa hồ là tổn thất quá nhiều phân thân sẽ sinh ra hậu quả không tốt đối với hồng y nữ quỷ. Vòng xoáy linh diễm thành hình không được mấy hơi, tất cả phân thân may mắn còn sống sót liền đồng thời biến mất. Khi trên không trung chỉ còn một nữ quỷ áo đỏ, đối phương đã có thể chống lại hấp lực của vòng xoáy linh diễm. Bất quá, giờ phút này trên mặt nữ quỷ áo đỏ không còn nụ cười kiều mị nữa, vẻ mặt âm độc nhìn chằm chằm Lạc Hồng, trong miệng cười lạnh. Khanh khách, nương theo tiếng cười, cánh tay phải của nữ quỷ áo đỏ đột nhiên biến mất. Lạc Hồng không khỏi sững sờ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, trước người gần trong gang tấc bóng đỏ lóe lên, cánh tay biến mất kia nhanh như sét đánh không kịp bưng tai thỏ ra. Một móng vuốt thật dài, thuấn di đã tới cổ họng Hàn Lập, hung hăng chụp xuống. Cho dù Lạc Hồng có chấn định đến mấy cũng bị dọa cho giật nảy mình. Quỷ trảo đến quỷ dị như thế, thân pháp của hắn dù có nhanh hơn nữa, uy lực thần thông có lớn hơn nữa cũng không kịp thi triển. Bịch một tiếng, âm thanh quái dị phảng phất như vật nặng trao đổi cùng nhau truyền ra. Quỷ trảo mạnh mẽ bắt được trên cổ họng Lạc Hồng,
nhưng không có chạm vào máu thịt mà là đụng vào một tầng lân giáp màu trắng. Trong lúc nguy cơ nhất, Lạc Hồng kịp thời sử dụng ngũ hành biến ở bên dưới, đỡ được một kích chí mạng này. Dù vậy, Lạc Hồng vẫn bị lực phản chấn làm cho sắc mặt xanh lè. Một kích không trúng, quỷ trảo áo đỏ kia liền muốn thu về, trong mắt Lạc Hồng lóe lên vẻ tàn khốc, tay phải nhanh như chớp thò ra, bắt lấy cổ tay của đối phương. Huyền âm chi nhãn đen kịt mở ra trong lòng bàn tay, thần quang chói mắt bỗng nhiên bộc phát. Lập tức, cánh tay của nữ quỷ áo đỏ giống như bị rút sạch máu, nhanh chóng khô quắt xuống. Uy năng này còn quỷ dị truyền đến bản thể của nữ quỷ áo đỏ, chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, muốn rút cánh tay của mình về. Nhưng với sức mạnh to lớn của Lạc Hồng, nàng lại làm sao thực hiện được. Đáng tiếc là, nữ quỷ áo đỏ cũng không ngu xuẩn đến mức sử dụng thần thông hư hóa, mà trong mắt lóe lên hung quang, tay trái nắm lấy cánh tay phải của mình, mạnh mẽ kéo cả cánh tay phải xuống. Sau khi thôn phệ toàn bộ cánh tay phải của nàng, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng vươn ra kiếm chỉ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 409, Diệt hồn chú và nguyên giao. Hồng y nữ quỷ có thủ đoạn quỷ dị, nếu chỉ hướng về phía Lạc Hồng mà đến, hắn cũng không sợ, dù sao cũng đã có phòng bị. Nhưng nếu là hướng về phía Hàm Vân Chi hoặc là Diễm Tịnh mà đi, vậy thì thập phần phiền toái, hai người rất có thể bởi vậy mà mất mạng. Cho nên, sau khi cân nhắc ngắn ngủi, Lạc Hồng quyết định bốc lên chút phong hiểm, lập tức giết chết nữ quỷ áo đỏ. Vươn ngón tay ra, Lạc Hồng trán nổi gân xanh, khuôn mặt đột nhiên dữ tợn phun ra một chữ, chết đi. Theo ba động vô hình tuôn ra, trên mặt nữ quỷ áo đỏ đột nhiên cứng đờ, sau một khắc liền giống như gió thổi cát mịn biến mất giữa thiên địa. Cái này, Diễm Tịnh và Hàm Vân Chi giờ phút này đều rất kinh ngạc cùng khiếp sợ, bọn họ cũng không phải cho rằng Lạc Hồng sẽ không địch lại nữ quỷ áo đỏ. Nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới, nữ quỷ thần thông cực kỳ quỷ dị này lại bị giết dễ dàng như thế. Dựa theo lẽ thường, làm sao cũng phải đại chiến một phen. Chân Lan mơ hồ đoán được cái gì, nhưng nàng bởi vì kinh nghiệm mấy lần trước, đối với cái này đã chết lặng, hơn nữa tầm mắt của nàng có hạn. Không cách nào đối với chú thuật của Lạc Hồng có nhận thức chuẩn xác, tự nhiên cũng không biết lợi hại trong đó. Nhưng mà ba người cũng không biết là, Lạc Hồng sau khi nhìn như nhẹ nhõm diệt sát nữ quỷ áo đỏ, nguyên thần lại không khỏi đau đớn. Chú thuật thần bí quỷ quyệt, biến ảo khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, so với pháp thuật càng dễ dàng tạo thành phản phệ, hơn nữa hậu quả cắn trả càng thêm nghiêm trọng. Không giống với định thân chú mà Lạc Hồng thi triển trước đó, chú thuật mà hắn vừa mới thi triển được đặt tên là này, hiệu quả phản phệ càng rõ ràng hơn. Chú này có được uy năng khủng bố trong nháy mắt diệt sát nguyên thần địch quân, nhưng mỗi lần thi triển đều sẽ tạo thành thương tổn đối với bản thân người thi chú trước. Lấy nguyên thần cảnh giới lục diễn của Lạc Hồng hiện tại, dùng chú này diệt sát tu sĩ dưới nguyên anh. Tổn thương tạo thành đối với bản thân không đáng nhắc tới, nhưng nếu dùng nó diệt sát tu sĩ ngoài nguyên anh, vậy cũng đủ để Lạc Hồng uống một bình. Hơn nữa một khi chú này cắn trả, kết cục tốt nhất mà Lạc Hồng thừa nhận cũng là nguyên thần trọng thương. Cho nên, đối mặt với tu sĩ nguyên anh trung kỳ trở lên, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không sử dụng diệt hồn chú. Đối với những tu sĩ nguyên anh sơ kỳ tu luyện công pháp nguyên thần, cũng cần phải hết sức cẩn thận. Tuy thủ đoạn của Hồng Y nữ quỷ 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 quyệt, nhưng cảnh giới nguyên thần lại không cao. Mà diệt hồn chú chính là sự đối đầu cứng rắn của cảnh giới nguyên thần hai bên bại sẽ bị hồn diệt, không có bất cứ đạo lý nào để nói. Sau khi tiêu diệt nữ quỷ áo đỏ, Lạc Hồng chịu đựng đau đớn nhảy vào trong đàn ác quỷ tóc xanh, phí một phen công phu mới đưa bọn họ cho huyền âm nhãn ăn, không có thả chạy một ai. Đại sư, quỷ vật nơi đây rất khó chơi, chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi. Toàn bộ minh vực không biết có bao nhiêu nữ quỷ áo đỏ, cùng với những quỷ vật khó giải quyết khác, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nơi này so với Thi Sơn còn nguy hiểm hơn nhiều. Diễm Tịnh trùng trùng điệp điệp gật đầu, lúc này bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, không bao lâu đã thi triển ra nhiều loại bí thuật Phật môn, nhưng vẫn chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Sau khi nỗ lực một lúc, Diễm Tịnh ngừng lại, chậm rãi lắc đầu với ba người. Trong mắt Lạc Hồng hiện lên một tia thất vọng, nhưng cũng không nói gì, nhíu mày lại nghĩ tới biện pháp. Vừa rồi lúc đấu pháp, nữ quỷ áo đỏ kia bay đến chỗ cao hơn 10 trượng, cũng không dẫn tới cấm chế âm lôi,
hiển nhiên cấm chế cấm không nơi đây cũng không nhằm vào quỷ vật. Đáng tiếc nhiếp hồn chú không có tác dụng với tồn tại nguyên anh trở lên, nếu không lúc ấy ta đã thu nàng ta rồi. Hả? Đợi đã, vì sao ta phải bắt nữ quỷ? Ta không phải có một nữ quỷ nha. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên linh quang, trong đầu hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Đại sư, hộ pháp cho ta một chút. Đơn giản bàn giao một câu, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, khép hai mắt lại, phát tán thần thức, tinh tế cảm ứng. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một tia dao động không gian cực kỳ yếu ớt, lúc này cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết hóa thành huyết tiễn, bắn về phía nơi phát ra dao động không gian kia. Nơi âm minh, nơi nào đó có âm khí hội tụ, hai bóng hình xinh đẹp kết thúc một ngày tu luyện, đang nói chuyện phiếm giải quyết, phiền muộn. Nghiên sư tỷ, ngươi cũng không biết sau khi cổ ma kia biến hóa lớn đến cỡ nào, ta lúc ấy cũng bị dọa ngây người, Lạc đại ca lại không chút suy nghĩ liền xông tới. Nguyên Giao kể lại sinh động năm đó bên ngoài hư thiên điện, chuyện Lạc Hồng đại chiến với cổ ma, trên mặt lộ vẻ vui sướng. Nghiên Lệ ở bên cạnh nâng khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của nàng lên, cười khổ nói, sư muội à, đoạn này ngươi đã nói mấy chục lần rồi, ta làm sao có thể không biết cổ ma kia lớn bao nhiêu. Sư tỷ ngươi thật mất hứng, không thể coi như lần đầu tiên nghe sao. Sắc mặt Nguyên Giao ảm đạm, oán trách nhìn Nghiên Lệ. Nghiên Lệ không hề tự chủ phạm sai lầm, nhếch miệng cười nói, Nguyên sư muội, sư tỷ muốn nghe một chút chuyện của ngươi khi ở Dung Nham Lộ. Hi hi, sư muội lúc ấy có sinh lòng rung động không? Nói xong, ánh mắt Nghiên Lệ quét qua bộ vị mẫn cảm của Nguyên Giao. Sư tỷ, ngươi, ta đi tu luyện. Nguyên Giao không chịu nổi trêu chọc của Nghiên Lệ, mặt nàng hiện lên vẻ xấu hổ, bay sang một bên. Nghiên Lệ thấy thế, nụ cười càng lúc càng tệ, nhưng nụ cười trên mặt nàng nhanh chóng biến mất, bởi vì nàng phát hiện Nguyên Giao đang nhìn chằm chằm vào tảng đá kia. Sư muội, đừng suy nghĩ. Nghiên Lệ yếu ớt đi tới đứng phía sau Nguyên Giao, đỡ lấy bả vai nàng nói. Sư tỷ, tỷ nói hắn còn sống không? Hai mắt Nguyên Giao xuất thần, giọng điệu yêu thương. Là đại ca của ngươi, đã thần thông quảng đại như ngươi nói, tất nhiên là có thể chiếu cố tốt chính mình. Chuyện chúng ta muốn làm bây giờ chính là cố gắng tu luyện, trước tiên từ nơi này đi ra ngoài. Nghiên Lệ ôn hòa an ủi, nhưng kỳ thật chính nàng cũng không biết, chỉ là tăng cao tu vi có thể thoát khỏi nơi quỷ quái tràn ngập âm khí này hay không. Nhưng từ trước đến nay, nàng và Nguyên Giao đều dùng hy vọng này lừa gạt chính mình, nếu không hàng năm đều ở nơi không có sinh cơ này, khó tránh khỏi thần trí sẽ bị ảnh hưởng. Sư tỷ nói không sai, ta không nên như vậy. Ở chỗ này tốc độ tu luyện công pháp quỷ đạo cực nhanh, nói vậy chỉ cần mấy trăm năm nữa là ta có thể đột phá Nguyên Anh trung kỳ rồi. Nguyên Giao đặt bổ thiên thạch xuống, trên mặt lại xuất hiện ý cười nói. Vậy ta cũng phải cố gắng lên, cũng không thể bị sư muội ngươi kéo quá xa. Nghiên Lệ khi còn sống chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, sau khi chuyển tu quỷ đạo, mặc dù mỗi ngày đều có tinh tiến rõ ràng, nhưng trước mắt chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, mà Nguyên Giao trước đây không lâu đã đột phá Nguyên Anh. Đương nhiên, quỷ đạo và tiên đạo hoàn toàn khác biệt. Nguyên Giao cảnh giới Nguyên Anh cũng không tu luyện ra Nguyên Anh, mà hoàn toàn chuyển hóa bản thân thành thân thể bán quỷ. Đang đợi hai nữ chuẩn bị bắt đầu tu luyện dài dòng, cấm chế huyết văn trên bổ thiên thạch đột nhiên có phản ứng. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai nàng, bổ thiên thạch tự hành lơ lửng mà lên, không gian lực trong đó bắt đầu dao động kịch liệt. Sư muội, mau chóng lùi lại. Nghiên Lệ cảm ứng được dao động, không gian cực lớn do bổ thiên thạch gây ra, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng đánh thức Nguyên Giao đang kích động đến sửng sốt. Lập tức, nhị nữ phiêu nhiên thoát ra trăm trượng, mắt thấy bổ thiên thạch xé rách không gian, lấy bản thân làm trung tâm, hình thành một không gian thông đạo giống như mắt dọc của yêu thú. Không để cho hai nữ chờ lâu, một chân vươn ra thông đạo, Lạc Hồng xuất hiện ở trước mặt các nàng. Nguyên cô nương, nhiều năm không gặp, đã lâu không gặp. Lạc Hồng đảo mắt qua liền trông thấy Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ sắc mặt khác nhau, hơi có vẻ hưng phấn chắp tay nói. Đáy lòng Nguyên Giao mừng như điên, lúc này muốn nhào qua, nhưng nghĩ lại ngăn chặn xúc động này, vẻ mặt cổ quái nói, Lạc huynh nhìn thấy bộ dáng của ta, còn không biết ta có việc gì không. Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức cười xấu hổ một tiếng. Lần này hắn hỏi thăm, xác thực là phạm ngu xuẩn, vậy mà đi hỏi Nguyên Giao biến thành nữ quỷ có việc gì không việc gì. Nguyên cô nương không cần để ý, tiên đạo quỷ đạo đều thông đại đạo, chỉ cần không thân tử hồn diệt, chung quy vẫn có một tia hy vọng.
mất đi thân người quả thật không dễ dàng tiếp nhận như vậy. Lạc Hồng mở miệng an ủi nói, chắc hẳn đạo hữu chính là Lạc đạo hữu vẫn luôn treo ở bên miệng, lần này tới cứu chúng ta ra ngoài. Nghiên Lệ liếc nhìn Nguyên Giao, vui vẻ nói, đúng cũng không phải. Âm Minh Chi Địa chính là con đường Nguyên Giao thành, một trong những cơ duyên trọng yếu nhất, Lạc Hồng tuyệt sẽ không mang nàng rời đi quá lâu. Lạc huynh, dường như ngươi không có gì bất ngờ đối với việc ta tu luyện quỷ đạo. Nguyên Giao chớp chớp đôi mắt, nghi hoặc nói. Năm đó Nguyên cô nương thi triển hoàn hồn thuật thất bại, lại đến Âm Minh Chi Địa này, Lạc Mỗ cũng đã dự liệu được. Sau đó chúng ta sẽ nói kỹ càng, Nguyên cô nương trước đi theo Lạc Mỗ ra ngoài, không gian thông đạo do bổ thiên thạch sinh ra không thể duy trì lâu dài. Lạc Hồng cảm ứng được không gian thông đạo dần dần xuất hiện dấu hiệu bất ổn, liền quĩnh giọng nói, được, sư tỷ, chúng ta đi. Bất kể nói thế nào, có thể đi ra ngoài luôn là chuyện tốt, Nguyên Giao kéo Nghiên Lệ đi về phía Lạc Hồng. Nguyên cô nương, chỉ sợ quý sư tỷ không thể đồng hành với ngươi. Lạc Hồng cười khổ, lộ ra vẻ mặt khó xử nói. Vì sao? Ta cùng sư tỷ là tuyệt đối sẽ không tách ra. Đôi mi thanh tú của Nguyên Giao nhíu chặt, giọng nói rất không vui. Nghiên Lệ nghe vậy sắc mặt trắng bệch, khô khốc nói, không quan hệ gì sư muội, ngươi theo Lạc đạo hữu ra ngoài là được. Lạc Hồng vừa nhìn thấy cảnh tượng này lại sắp diễn ra một trận sinh ly tử biệt, vội vàng giải thích, Nguyên cô nương, thực không dám giấu giếm, Lạc Mỗ vốn không muốn kích hoạt bổ thiên thạch vào lúc này. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn, Lạc Mỗ lâm vào trong một hiểm địa, nhu cầu cấp bách cần Nguyên cô nương tương trợ, mà chỗ kia đối với Nghiên đạo hữu mà nói quá mức nguy hiểm. Chắc hẳn Nguyên cô nương cũng không muốn Nghiên đạo hữu gặp chuyện không may. Mặt khác, bổ thiên thạch cũng không phải vật dụng một lần là phế vật. Nghiên đạo hữu chỉ cần nhẫn nại mấy chục năm, đợi bổ thiên thạch khôi phục lực lượng là có thể rời khỏi nơi đây. Nghe Lạc Hồng nói những lời này, thần sắc Nguyên Giao dịu lại, trong mắt toát ra sự quan tâm và dãy dụa, ánh mắt lưu chuyển không ngừng trên người Lạc Hồng và Nghiên Lệ. Không gian thông đạo sắp không duy trì được nữa rồi, kính xin Nguyên cô nương nhanh chóng quyết định. Lạc Hồng thúc giục một câu, trước tiên chui vào thông đạo, chỉ lưu lại một tay, chờ đợi Nguyên Giao đáp lại. Thật có lỗi với sư tỷ, hắn đang cần ta. Mắt Nguyên Giao lộ ra vẻ xấu hổ, nhếch đôi môi đỏ mọng nói, giống như lúc ở Hư Thiên Điện vậy. Nghiên Lệ vén tóc Nguyên Giao lên, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, không có chuyện gì đâu sư muội, dù sao ta cũng muốn đuổi theo tu vi của muội. Thân là sư tỷ, tu vi yếu hơn sư muội, không thể nói chơi được. Nguyên Giao nhẹ nhàng gật đầu, lập tức phiêu nhiên tiến lên, bắt lấy bàn tay Lạc Hồng, chui vào trong thông đạo không gian. Mấy tức sau, không gian thông đạo giống như con mắt dọc chậm rãi khép lại, bổ thiên thạch đông một tiếng, rơi xuống đất. Sư muội, hy vọng ngươi có thể may mắn hơn ta. Sau khi thở dài một tiếng, Nghiên Lệ ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu tu luyện lâu dài. Minh vực, ba người Diễm Tịnh canh giữ ở xung quanh một cái khe hở giống như con mắt dọc. Bọn họ vừa mới tận mắt nhìn thấy Lạc Hồng mở ra cái không gian thông đạo này, hơn nữa không nói hai lời liền một đầu chui vào. Cho nên, bọn họ mặc dù biết lúc này phải cẩn thận hộ pháp, nhưng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ. Không bao lâu, Lạc Hồng liền về tới Minh vực, dừng lại một lát, lại từ trong thông đạo không gian kéo ra một bóng hình xinh đẹp. Vị tỷ tỷ này, so với Lam tỷ tỷ còn đẹp hơn. Sau khi nhìn thấy Nguyên Giao, Chân Lan lập tức bị kinh diễm. Hàm Vân Chi cũng thầm tán thưởng mỹ mạo của Nguyên Giao, nhưng hiển nhiên nàng quan tâm đến mối quan hệ giữa nữ quỷ đột nhiên xuất hiện này và Lạc Hồng hơn, trong mắt liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị. Sắc tức là không, không tức là sắc, Lạc thí chủ ngươi cùng Phật ta hữu duyên, chớ đi nhầm đường a. Diễm Tịnh nhất thời đối với Lạc Hồng ngày sau sẽ tin tưởng độn vào không môn đại giảm, đây chính là khảo nghiệm của Phật tử sao? Bần tăng còn cần tu hành nhiều hơn a. Khụ khụ, đại sư, Lạc Mỗ sẽ không đi làm hòa thượng. Lạc Hồng vẻ mặt bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, vị này là Nguyên Giao Nguyên cô nương, chính là hảo hữu chí giao của Lạc Mỗ, trước đây vẫn luôn ở bí ẩn chi địa tiềm tu. Hàm Vân Chi và Chân Lan lập tức chào hỏi. Nguyên Giao ngơ ngác nhìn ba người, ngoại trừ lời hòa thượng nói, lời của Lạc Hồng cùng Hàm Vân Chi, nàng đều nghe không hiểu. Nơi đây không phải là Loạn Tinh Hải mà là một tu tiên giới thiên nam, đây là ngọc giản ghi chép ngôn ngữ. Sau khi đưa một cái ngọc giản cho Nguyên Giao, Lạc Hồng lại dùng ngôn ngữ Loạn Tinh Hải nói, Nguyên, cô nương, nơi đây có cấm chế cấm trên không vô cùng lợi hại, chỉ có quỷ mới có thể lơ lửng, xin cô nương hỗ trợ điều tra một phen,
tìm xem có địa thế đặc thù gì không. Đây là việc nhỏ, cứ giao cho ta đi. Nguyên Dao rất nhanh đáp lại, rồi bay lên không trung. Lạc Hồng đưa mắt nhìn hắn bình yên vượt qua 10 trượng chi giới, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, ném ra một quả ngọc giản nói. Chân đạo hữu, ngươi cũng học ngôn ngữ thiên nam đi, thanh âm cổ thiệt cổ của ngươi quả thực không dễ nghe cho lắm. Đa tạ tiền bối. Chân Lan vẫn luôn có ý nghĩ này, nhưng Thủy Chung không tìm được cơ hội mở miệng. Bốn người đợi trong chốc lát, Nguyên Dao phiêu nhiên quay về, ngón tay chỉ một hướng nói, ở một nơi cực xa, có một hố sâu, chắc hẳn chính là chỗ đặc thù theo lời Lạc Huynh. Nơi đây âm khí tràn ngập oán khí, hoàn toàn khác biệt với âm minh chi địa, xin hỏi Lạc Huynh, đây rốt cuộc là nơi nào? Lạc Mỗ đến đây, cũng là bắt nguồn từ một hồi ngoài ý muốn, nơi đây hung hiểm, chúng ta vừa đi vừa nói. Là đại ca, thúc tổ ta nuôi một con rết ngàn chân, lúc đi sát đất mau lẹ như gió, rất thích hợp dùng thay đi bộ. Hàm Vân Chi lấy ra một túi linh thú, thần sắc bình tĩnh nói. Như thế rất tốt, chúng ta cần mau chóng đuổi kịp bọn Huyền Sát, để tránh bọn hắn lại động tay chân. Lạc Hồng khẽ gật đầu nói, ý bảo Hàm Vân Chi thả Thiên Túc Ngô Công ra. Hàm Sĩ Tuyền không hổ là tu sĩ Nguyên Anh xuất thân Ngự Linh Tông, linh thú nuôi dưỡng đều rất có môn đạo. Thiên Túc Ngô Công chạy nhanh không kém tu sĩ kết đan hậu kỳ phi độn là bao nhiêu. Bốn người một quỷ đứng trên lưng nó, vội vã bay về hướng Nguyên Dao chỉ. Chương 410, Hàn Lập nguy hiểm. La Sát Quỷ Phủ lấy núi Thây làm trung tâm, tầng giữa là minh vực, tầng ngoài cùng thì bị biển máu bao bọc. Huyết hải vô ba, mặc dù đã trải qua năm tháng cực kỳ lâu dài, nhưng vẫn chưa khô cạn. Ngày hôm đó, phủ đệ của Huyết Sát Phủ Quân, hôm nay là chỗ thông thiên huyết trụ, biển máu lại nổi lên sóng to gió lớn, nhấc lên sóng biển. Dưới sức mạnh to lớn vô biên, một khe nứt sâu thẳm xuất hiện trong biển máu, giống như xuyên qua cả biển máu, không nhìn thấy tận cùng. Khe nứt khơi dậy sóng máu ngập trời, nhưng không ngăn cản được khe hở nhanh chóng mở rộng. Một lát sau, một khe hở rộng chừng 10 trượng tách huyết hải ra, lộ ra tế đàn tràn đầy phạn văn Phật môn dưới huyết trụ, một bóng người mắt đen đang nhắm mắt xếp bằng ở trung tâm tế đàn. Lúc này, bước chân nặng nề thùng 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 truyền đến, chỉ thấy hai con quỷ vật âm tà bị áo giáp màu máu không trọn vẹn bao khỏa, lòi ra xương trắng lộ ra, chậm rãi đi lên tế đàn. Cách huyết ảnh 10 trượng, hai bộ huyết giáp khô lâu này quỳ một gối xuống, nắm tay phải chống trên mặt đất, cúi đầu xuống, đồng thời dùng giọng khàn khàn nói, chủ nhân, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cục cũng tới. Theo đó, huyết ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, vết nứt của huyết hải mở rộng ra mấy trượng. Hắn nhìn thẳng về phía trước, cặp mắt đen kia phảng phất có thể cách không gian, nhìn thấy cảnh tượng minh vực, giống như có mây đen cuồn cuộn ở trong đó. Chủ nhân, có người đang tự tiện xông vào minh phủ. Một bộ xương khô mặc huyết giáp trong đó âm thanh sâu thẳm nói. Ha ha, đi, mời khách nhân qua đây. Huyết ảnh bình tĩnh khẽ cười một tiếng, không chút khói lửa phân phó. Hai bộ huyết giáp khô lâu mãnh liệt trầm đầu xuống, lĩnh mệnh, sau một khắc thân hình liền biến mất ở trên tế đàn. Sắp rồi, huyết ảnh ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, thở dài nói. Lập tức, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn, không ngừng phát ra tiếng cười âm nhu khanh khách. Trong tiếng cười, sóng biển máu càng tăng lên, tiếng vỗ rung trời chuyển đất. Khác với huyết hải náo nhiệt, minh vực vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Ba bóng người đứng trước một vòng bảo hộ âm khí màu đen sẫm, đều tự thi triển thần thông, tấn công không ngừng. Không biết qua bao lâu, rốt cục trong một tiếng vỏ trứng vỡ vụn, vòng bảo hộ màu đen nứt vỡ thành điểm điểm hắc quang. Trước khi vòng bảo hộ màu đen còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nữ tử duy nhất trong ba bóng người liền không kịp chờ đợi vọt vào. Ở nơi nào? Huyền âm quỷ khí ở nơi nào? Vì cái gì không có? Một lúc sau, thanh âm nữ tử phát cuồng truyền vào trong tai Thanh Dương cùng Thiên Hận ở bên ngoài. Thanh Dương lão ma nghe tiếng kêu này thì sửng sốt, lập tức cau mày vọt vào. Ha ha, thế này thì thú vị rồi. Thiên Hận lão quái cười một tiếng, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Trong hắc cháo đứng sừng sững 36 cây cột đá màu vàng to chừng ba người ôm mới hết, làm thành một vòng nhỏ một lớn hai vòng. Ngoài ra, phía dưới hắc cháo không còn gì cả, âm khí nồng đậm còn không bằng ngoại giới, chớ nói chi là huyền âm quỷ khí trong miệng Thanh Dương lão ma. Huyền Sát cam chịu mạo hiểm, chính là vì huyền âm quỷ khí. Nhưng mà ba người mượn âm quỷ La Sát quyết của nàng,
tránh đi phần đông quỷ vật khủng bố của Minh vực, sau khi đi vào nơi phong ấn âm sát phủ quân. Trước có đoán trước ngoài âm khí bảo vệ đường, hiện tại lại phát hiện huyền âm quỷ khí căn bản không tồn tại, Huyền Sát lúc này liền đỏ mắt. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Thanh Dương lão ma nhìn chằm chằm một khối nghiền nát hắc tinh ở trung tâm vòng trụ đá, trầm giọng nói, xem ra âm sát phủ quân đã hoàn toàn vẫn lạc, lúc này mới dẫn đến huyền âm quỷ khí tan hết. Làm sao có thể? Âm sát phủ quân làm sao có thể vẫn lạc? Núi thây bất bình, âm khí bất kiệt, biển máu không khô, phủ quân bất diệt, chẳng lẽ đều là giả dối? Huyền Sát vẫn không cam lòng hô lớn, nàng tức giận đến mức muốn cắn nát hàm răng của mình. Trong cơ thể quỷ tóc xanh của Minh vực đều có một tia huyền âm quỷ khí, hẳn là không tồn tại khả năng không có truyền thuyết. Nhưng dù sao đã trôi qua vô số năm tháng, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện phủ quân âm sát ngã xuống cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Thiên Hận lạnh nhạt nói, huyền âm quỷ khí đối với hắn không có tác dụng gì, không có cũng không có, chỉ cần huyết thần đan vẫn còn là được. Ta không chấp nhận. Sư huynh, ngươi đi huyết hải đi, ta muốn ở lại Minh vực một thời gian. Huyền Sát không chút khách khí nói, không có được huyền âm quỷ khí, quỷ khế kia cũng không ước thúc được nàng, cho nên nói chuyện tự tin một chút liền đứng lên. Ngươi muốn thu thập huyền âm quỷ khí trong cơ thể quỷ vật nơi đây? Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Công pháp của ngươi mặc dù có vài phần khắc chế đối với những quỷ vật này, nhưng số lượng quỷ vật Minh vực không chỉ đông đảo, mà còn xảo trá dị thường. Một khi trêu chọc, liền muốn giết hết, nếu không sẽ lâm vào đuổi giết không ngừng nghỉ. Ngươi đơn độc một mình, nếu có sai lầm, rất dễ ngã xuống ở đây. Thanh Dương lão ma nhãn châu xoay động, ngoan giọng ngăn cản. Sư huynh, đừng cản ta, ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc mà. Trên tay phải Huyền Sát lóe lên hôi diễm, bộ dạng như muốn động thủ. Sư muội, vi huynh khuyên ngươi, chớ có tự mình lầm. Thanh Dương lão ma híp mắt lại, không có bất kỳ động tác nào, ngữ khí trở nên cực kỳ bất thiện. Trên mặt Huyền Sát lóe lên vẻ tàn khốc, vậy mà không nói hai lời, tay phải xòe ra. Nhất thời một hôi diễm quỷ thủ thật lớn bay ra, hướng phía Thanh Dương lão ma chụp tới. Lúc này Thanh Dương lão ma hừ lạnh một tiếng, trước mặt hiện ra một tầng thanh diễm. Nhưng mà, ngay một khắc trước khi hôi diễm quỷ thủ và màn thanh diễm tiếp xúc, hôi diễm quỷ thủ đột nhiên rẽ ngoặt, đánh tới một chỗ không người phía sau Thanh Dương lão ma. Sau khi chuyện quỷ dị này phát sinh, ngay cả Thiên Hận lão quái bàng quan cũng không lộ ra thần thái kinh nghi, trên mặt ba người đều hiện lên một vòng cười lạnh. Một khắc trước khi hôi diễm quỷ thủ rơi xuống đất, chỗ trống không người kia đột nhiên bộc phát ra linh quang màu xanh kịch liệt. Mấy khẩu phi kiếm phá không mà ra, trên thân kiếm chớp động hồ quang màu vàng, bắn về phía hôi diễm quỷ thủ. Sau một tiếng nổ mạnh, Hàn Lập che ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi từ trong bụi mù rút lui ra. Tịch Tà thần lôi tuy là khắc tinh của hết thảy thần thông ma đạo, nhưng Huyền Sát công kích tới quá mức đột ngột, vẫn làm cho Hàn Lập bị chút ít thương thế. Sau khi hiển lộ thân hình, Hàn Lập không có chút do dự nào, phong lôi xí sau lưng hiện ra, liền muốn thi triển lôi độn thuật chạy trốn. Nhưng nơi này muốn giết hắn, cũng không chỉ là Huyền Sát và Thanh Dương. Khi thân hình Hàn Lập biến mất trong tiếng sấm, Thiên Hận lão quái hừ lạnh một tiếng, nói, lôi độn thuật, thần thông không nhỏ. Nói xong, ngón trỏ của hắn sáng lên linh quang màu xám bạc, lập tức chỉ lên không trung, bắn ra một chùm sáng màu xám bạc. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, thân hình Hàn Lập liền rơi ra. Lão quái này có thể phá lôi độn thuật của ta. Sắc mặt Hàn Lập xanh mét nhìn về phía Thiên Hận lão quái, trái tim không ngừng chìm xuống phía dưới. Ẩn nặc thần thông của Hàn đạo hữu quả thực cao minh, nếu không phải lúc phá trận sinh ra sóng âm khí quét đến ngươi, chúng ta thật đúng là không phát giác được. Thanh Dương lão ma vẻ mặt cười lạnh đi đến chỗ Hàn Lập, ba viên Thanh Dương ma hỏa cầu dần dần hình thành quanh người hắn. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, ý thức được là do chính mình vừa mới thi pháp ngăn cản sóng âm khí, mới làm bản thân bại lộ, trong mắt khó nén vẻ hối hận. Ba vị đạo hữu, Hàn mỗ cũng không có ý định hãm hại, chẳng qua là muốn từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài mà thôi. Ha ha, đạo hữu nghe được chuyện huyết thần đan đi, không bằng ngươi ngoan ngoãn dâng nguyên anh lên, bản tọa còn có thể thưởng ngươi một cái thống khoái. Thanh Dương lão ma không có ý buông tha Hàn Lập, nếu Hàn Lập quay đầu lại đem chuyện huyết thần đan nói cho đám người Lạc Hồng thì hắn sẽ đau đầu. Thiên Hận lão quái cũng có ý nghĩ này, cho nên mới phối hợp ra tay. Huyền Sát đơn thuần chỉ là muốn giết người chút giận.
Ba người đều có tâm lý phải giết chết Hàn Lập, sở dĩ còn chưa ra tay đánh nhau, chỉ là vì tranh thủ thời gian cho việc vây khốn Hàn Lập. Hàn Lập dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, muốn hoàn toàn giết hắn, đối với ba người đúng là có chút khó khăn. Hàn Lập cũng không ngây thơ đến mức chỉ dựa vào miệng lưỡi, đối phương sẽ buông tha hắn. Sở dĩ hắn nói nhảm một câu, bất quá là chuẩn bị một chút để chạy trốn mà thôi. Theo đuôi ba người này lâu như vậy, Hàn Lập đối với bọn họ đều có hiểu biết nhất định. Thanh Dương lão ma đối với huyết thần đan để tâm nhất, lại là lòng dạ độc ác, không thể nghi ngờ là người muốn giết hắn nhất ở đây. Mà Thiên Hận lão quái mặc dù cũng không phải là người tốt gì, nhưng làm người cao ngạo, hẳn là sẽ không vừa lên đã liên thủ với Thanh Dương lão ma đối phó mình. Nhưng nếu như mình thi triển lôi độn thuật, hoặc là có dấu hiệu chạy thoát, hắn tuyệt đối sẽ lập tức hạ sát thủ. Chỉ có một đường sinh cơ, nhất định phải nắm chặt. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, đột nhiên bước ra lui nhanh lại. Thanh Dương lão ma thấy thế, vẫn chậm chậm chắp tay đi tới, ba quả cầu lửa bên người càng lúc càng lớn. Có điểm gì đó không đúng. Ý niệm trong đầu chợt hiện ra, dưới chân Hàn Lập đột nhiên duỗi ra hai cái cốt thủ, lấy thế sét đánh chụp vào cổ chân hắn. La Yên Bộ. Thời khắc nguy cấp, bước chân Hàn Lập biến đổi, thân hình giống như quỷ mị, kéo ra một mảnh tàn ảnh, tránh thoát cốt thủ nắm vào. Còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, mặt đất phụ cận bỗng nhiên nổ tung, một huyền quỷ thình lình nhảy ra. Huyền Sát Khanh ở phía xa cười âm hiểm, đầu lâu kia trên vai nàng chẳng biết lúc nào chui xuống dưới đất, lại tránh thoát thần thức Hàn Lập, ẩn nấp gần đó. Huyền quỷ hiện thân xong liền phất tay ném ra một sợi xiềng xích âm khí, trói Hàn Lập cách đó mấy trượng lại. Thanh Dương lão ma một mực chờ đợi giờ phút này, lúc này mới sử dụng ba khỏa Thanh Dương ma hỏa cầu to bằng đầu người bay ra. Nếu bị đánh trúng, Hàn Lập dù là mình đồng xương sắt cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Chỉ thấy hai tay Hàn Lập trà sát một cái, kim sắc điện xà liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Không cần lo lắng âm khí xiềng xích quấn trên người, hắn trực tiếp duỗi hai tay ra, đánh ra hai đạo sét đánh màu vàng về phía huyền quỷ. Hừ, huyền quỷ này trên đường đi đã cắn nuốt không ít huyền âm quỷ khí, lôi pháp của người này có lợi hại hơn nữa thì. Cái gì? Sắc mặt Huyền Sát nhất thời biến mất, không dám tin nhìn chỗ huyền quỷ đứng. Giờ phút này, nơi đó không có vật gì. Sau khi dùng tịch tà thần lôi tiêu diệt huyền quỷ, Hàn Lập chân liền uốn éo, không có tiếp tục chạy trốn mà là hướng một khỏa Thanh Dương ma hỏa cầu bắn ra một đóa hỏa diễm màu lam. Kiền lam băng diễm vừa ra, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, cảm ứng được băng diễm tán phát ra linh khí kinh người, Thiên Hận lão quái thần sắc khẽ biến, tay phải nâng lên, một vòng tròn màu vàng xuất hiện. Các bạn vừa nghe xong tập 41 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.